Chào mừng các bạn đến với kênh audio chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại thiên thế giới, tập 65, thần nộ luân hồi tái hiện. Đi chết đi, không gian quanh thân vương vô thiên đều vạn vợ lên, cỗ uy áp thần thánh kia tất cả cổ thánh ở đây đều là không thể hành động thân thể, coi như là thái di cổ thánh cũng là như thế, đáng chết. Thân thể của chúng ta không thể hành động, không ít cổ thánh kinh dị lên tiếng, mà vương vô thiên thì là lộ ra giữ tợn nụ cười, trầm giọng nói, các người những này cổ thánh, toàn bộ chết cho ta đi, ngay tại cỗ lực lượng thần thánh này sắp công kích ở trên thân thể của những cổ thánh này một đạo rên rỉ thống khổ dĩ nhiên từ trong miệng vương vô thiên hò hét mà ra sau đó thân thể trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất sau đó phi thường thống khổ hai tay ôm đầu không ngừng thống khổ rên rỉ ở sâu trong cơ thể vương vô thiên có một đạo lực lượng đồng dạng đến từ thần hơn nữa lực lượng của đạo thần này càng cường đại hơn so với thứ ba danh sách thần càng cao cấp hơn đây là tiên thiên thần lực lượng vương vô thiên thống khổ biểu lộ trở nên cực độ vận vẹo lên hơn nữa còn càng thêm nghiêm trọng rất nhiều cổ thánh cũng là cảm thấy hết sức nghi hoặc cái này vừa mới còn muốn công kích bọn hán vương vô thiên như thế nào lúc này đột nhiên liền thống khổ như vậy nhưng mà thái di cổ thánh biểu tình như cũ bình tĩnh vô cùng đợi đến vương vô thiên còn đang tiếp tục thống khổ kêu tơ thời điểm chính là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đây chính là tiên thiên thần luyện chế tâm ma hạt giống có thể ngăn chặn người cái này thứ ba danh sách thần lực lượng hiện tại thư vị này không dễ chịu a đã sớm đoán được ngươi sẽ làm phản mà đây chính là ngươi làm phản trừng phạt mà thống khổ vương vô thiên đầu tiên là dãy ruộng một lát sau cố nén trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt gian nan mở miệng nói ta sai rồi cũng không dám nữa loại thống khổ này sẽ đem ta triệt đề xé nát ta nguyện ý nghe lệnh tiên thiên thần kính xin người giúp ta giải trừ thống khổ như vậy nghe được vương vô thiên lời nói cái khác cổ thánh không có mở miệng nói chuyện kỳ thật ở trong lòng bọn hắn cũng rất muốn vương vô thiên cứ như vậy một mực thống khổ đi xuống nhưng kế hoạch của ngô thần lại không thể để cho bọn họ làm như vậy bởi vì vương vô thiên cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch đó như thế tốt nhất đợi được, được hoàn thành ngô thần kế hoạch về sau ngươi muốn lưu muốn đi, chúng ta tuyệt sẽ không ngăn trở ngươi. Thái di cổ thánh nói, chính là tay áo vung lên, một đạo trùm sáng bắn vào vương vô thiên mì tâm chỗ. Trượt, vương vô thiên thống khổ rên gì thì là giảm bớt, sau đó thờ hồn hèn chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể cái kỳ lệnh hắn cực kỳ thống khổ cảm giác cũng dần dần biến mất. Đa tạ, ta vương vô thiên nhất định sẽ đi theo tiên thiên thần, cùng nhau hoàn thành mô thần kế hoạch vương vô thiên lúc này mới biết được, cái này tiên thiên thần tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy, muốn cùng bọn họ chơi dã tâm, cơ hồ đã sớm bị vạch trần hơn nữa tuy rằng Thái Di cổ thánh nói muốn ở lại muốn đi tùy ý, nhưng theo Vương Vô Thiên hiểu rõ, sau khi hoàn thành kế hoạch của bọn họ, nếu như mình lưu lại tiếp tục đi theo Tiên Thiên Thần tộc còn nói, nếu như không đi theo, như vậy Tiên Thiên Thần tộc cũng sẽ hủy diệt thứ này, đây chính là bộ mặt chân chính của Tiên Thiên Thần tộc, bất quá, hiện tại Vương Vô Thiên cho dù đã biết, cũng không cách nào đạt được thân tự do, dù sao, mình bây giờ thành thần, Tiên Thiên Thần tộc nhưng là tốn rất nhiều tài nguyên cùng đại giới cho mình, cho nên cầm người khác chỗ tốt còn muốn tự do, đó là chuyện không có khả năng tồn tại, cho nên Vương Vô Thiên đã quyết định, nếu như mình đi theo tiên thiên thần tộc, thân phận kia cũng chỉ là gần với tiên thiên thần, thậm chí so với cổ thánh cấp bậc còn cao hơn, cái này để tam thần vị trí ngồi hẳn là cũng thoải mái, vừa rồi nói như vậy, không phải tốt rồi, như vậy chuyện kế tiếp, liền giao cho người vị đệ tam thần này, Thái Di cổ thánh nhẹ nhàng nói với hắn, tốt, nhưng là ta cần tiên thiên thần tộc trợ giúp, dù sao đối phương có rất nhiều cường giả, nếu như phát động quần chiến, tuy rằng ta cũng có năng lực đối kháng những con kiến hôi kia, nhưng là vì để cho kế hoạch không xuất hiện sạc giác, chỉ có thể đem các phương diện vấn đề sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều cổ thánh sắc mặt có chút ảm đạm xuống, nguyên bản thân phận của bọn họ chính là tiên thiên thần tộc bên dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nhưng mà, vương vô thiên nguyện ý đi theo tiên thiên thần tộc, như vậy thực lực của hắn lại là đã đưa vào thần liệt, trở thành nhất vương thần trích. Dưới lực lượng bực này cho dù bọn hắn cổ thánh có không muốn, cũng phải buông xuống tự tôn đến cung kính đối với hắn, cho dù là thế di cổ thánh cũng là như thế. Được rồi, nếu đệ tam thần đều nói như vậy, chúng ta cổ thánh chẳng lẽ còn có thể không nghe sao thái di cổ thánh cũng là bất đắc dị cười chỉ cần ngô thần kế hoạch hoàn thành như vậy hết thảy đều là đáng giá các ngươi cùng đi theo đệ tam thần hiệp trợ hắn hoàn thành kế hoạch ta hiện tại nơi này trợ thương chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp ta sẽ đi trước vâng những cổ thánh này cũng không dám nói gì sau đó chăm miệng một lời đáp vương vô thiên thì là nhìn một chút những cổ thánh này thực lực cũng là cường đại trong đó yếu nhất ít nhất đều là mạnh nhất chúa tể hậu kỳ đại viên mãn cất bước mạnh nhất như trước đó chính là chúa tể đỉnh cao dài đội hình cường đại như thế, cho dù là hỗn nguyên thiên bài danh đệ nhất thiên uyên vực cũng không lấy ra được, như thế có thể thấy được, tiên thiên thần tông nội tình là đáng sợ được nào. Như vậy chư vị, cùng ta cùng nhau đem các đại chư thiên những con kiến hôi kia, toàn bộ giết hết, vương vô thiên cuối cùng một chữ rơi xuống, chính là mọi người nhảy lên, thân ảnh chính là rời đi mảnh này đặc thù trong không gian, sau đó, những cổ thánh kia cũng là không có trì hoãn, thân ảnh chính là hóa thành lưu quang hướng cổ nguyên thiên hạch tâm địa lướt đi. Nhìn những thân ảnh này, ánh mắt Thái Di cổ thánh khẽ động, thân thể run lên, một ngụm máu tươi thì phun ra thân hình thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước sau đó ngồi dưới đất viêm đế này thực lực thật sự là lợi hại a à? bất quá lúc này đây có đệ tam thần cho dù ngươi đang cường đại hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn đi viêm đế ta thừa nhận ngươi rất cường đại bổn tọa hoàn toàn bại bởi ngươi nhưng là kế tiếp ngươi cũng sẽ trả giá thê thảm đại giới các ngươi những lão gia hỏa này cũng có hôm nay a à, bị rút cạn chuẩn thần nguyên khí so với chết còn khó chịu hơn đi coi như trở thành một đầy phế nhân đến lúc đó cũng sẽ có lợi dụng giá trị các ngươi còn phải cảm tạ ta đây ha 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 tiếng cười to tại chỗ này trong không gian chậm rãi truyền ra những đại tôn nằm trên mặt đất kia cơ hồ là đã mất đi ý thức trong đó chỉ có chuyên trúc đại tôn còn có một chút ý thức mơ hồ vừa rồi thái di cổ thánh cùng vương vô thiên xung đột cũng là biết được một ít đối thoại cũng đều nghe được không sót một chữ tuy chuyên trúc đại tôn có một tia ý thức nhưng vẫn cực kỳ mơ hồ có thể nghe thấy đối phương nói chuyện nhưng không thể hành động các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua vùng đất của trái tim 10 ngày đều là đạt được một đạo tổ khí chủ mạch, Hỗn Nguyên Thiên vẫn là mạnh nhất ngày thứ nhất, cho nên đạt được chính là mạch thứ nhất, trong đó tổ khí vô cùng tinh thuần hùng hậu. Lúc này đây chư thời tiết vận chi tranh, cũng rốt cục muốn kết thúc, bất quá, bọn họ đều phải cảm tạ ba vị hạ đẳng kia, Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần, nếu không là ba người bọn họ ở cuối cùng đối kháng tiên thiên thần tộc mạnh nhất Tam Đại Cổ Thánh, bọn họ không chỉ không chiếm được tổ khí chủ mạch, mà ngay cả tính mạng đều giao phó nơi này, tại trải qua, bọn họ các đại chư thiên thương nghị về sau, cũng phi thường đồng ý phân phối của mình, cho nên kế tiếp chính là tổ khí chủ mạch tiến vào trong 10 ngày. 10 đạo tổ khí chủ mạch tản mát ra cực kỳ cường đại vĩ ngạn khí tức, khiến những cường giả này trong cơ thể nguyên khí đều là sôi trào lên. Đây chính là năm đó đệ nhất danh sách thần tổ long tổ khí sao, cỗ năng lượng này quá khổng lồ quá mạnh mẽ, nếu là tiến vào từng người thiên vực bên trong, như vậy khí vận sẽ lại lần nữa tăng vọt, tương lai sẽ sinh ra càng nhiều chỗ tề đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, hoặc là chuẩn thần cường giả, sẽ công bằng công chính như thế, mỗi một đạo nguyên khí đều có thể phân phối đến trong 10 ngày, bất quá đang lúc các đại chư thiên đội ngũ nhân mã, hoan hô nhảy nhót thời điểm đột nhiên ở trên không của bọn họ phát ra một đạo thanh âm đình tai nhức óc ầm ầm trên hư không chấn động kịch liệt chỉ thấy một đạo hắc động không ngừng ngưng hiện ra sau đó toàn bộ không gian đều là bị xé rách giống như tại hắc động phía trước xuất hiện mấy chục đạo bóng đen tại những bóng đen này phía trước chính là có một vị mặc áo bào sậm màu nam tử vị nam tử này hai mắt sáng người trong ánh mắt còn ẩn chứa một tia thần thánh khí tức theo vị nam tử áo bào sậm màu này xuất hiện toàn bộ không gian bên trong đều là tràn ngập một cỗ cảm giác làm người ta ngưỡng vọng Quả thực giống như là một vị thần dáng lâm bình thường, phía dưới ánh mắt của vô số người đều là đột nhiên phóng tới, từng đạo tầm mắt đối với bầu trời đột nhiên xuất hiện những bóng đen này trên người hội tụ, mà trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, những bóng đèn trước hắc động phát ra nguyên khí ba đậu đều là cường giả đứng đầu chỗ tẩy đỉnh phong mạnh nhất, chỉ thấy các đại trừ thiên vô số đạo thân ảnh nhất thời thần sắc biến đổi, bởi vì những hắc ảnh kia trực tiếp đối với hắn phát động công kích, nguyên khí hóa thành hồng thủy bình thường, trực tiếp ngang ngược hướng phía dưới oanh tiếp xuống, ánh mắt tiêu viêm lạnh lẽo, hỏa hải hoa mỹ trực tiếp lan tràn trên hư không trực tiếp nghênh đón, hỏa hải trực tiếp bao vây những nguyên khí kia, đế viêm bộc phát ra lực thiêu đốt hủy diệt, mạnh mẽ bốc hơi thế công nguyên khí. Lâm Động cảm nhận được khí tức quen thuộc này, thấp giọng nói, từ khí tức trên người những bóng đen này mà xem, tới thật nhanh, tựa hồ còn tìm một vị trợ thủ mục trần chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn mấy chục đạo bóng đen trước vị kia mặc áo bào sẫm màu nam tử. Mọi người nhìn tiêu viêm đánh tan thế công cường đại này, lại một lần nữa rung động nội tâm bọn họ. Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả những tiên thiên thần tộc cổ thánh này đều lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ đều là thực lực mạnh nhất chúa tể đỉnh phong, cho dù là cường giả đỉnh cao hỗn nguyên thiên cũng không cách nào làm được như vậy. người này tu vi cùng bọn hắn những đài cổ thánh tương đương, lại có thể bộc phát ra như thế kinh người lực lượng. các cổ thánh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiển nhiên đều là không dám tin. chẳng lẽ hắn chính là viêm đế? cuối cùng có một vị tuổi già cổ thánh hùng hồn thanh âm vang vọng lên. nghe vậy, mấy chục vị cổ thánh khác cũng chăm chú nhìn tiêu viêm trên dưới. người này tuổi trẻ không lớn, vì sao lại có lực lượng cường đại như thế, khó trách ngay cả thái di cổ thánh đứng đầu cổ thánh bọn họ đều bị đánh bại hoàn toàn. Bất quá bọn họ rất nhanh liền bình phục nội tâm cảm xúc, viêm đế tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhân loại mà thôi, mà bọn họ nơi này có một vị hàng thật giá thật thần, cho dù viêm đế tại cường đại, cũng không thể nào là thần đối thủ đi. Sau đó những cổ thánh này ánh mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về phía trước bọn họ một đạo tối sắc y vào thân ảnh phía trên, mà hắn chính là vượt qua cổ thánh cấp bậc, tiên thiên thần tộc đệ tam thần, vương vô thiên. Hả? Tiêu viêm lâm động mục trần nhìn theo ánh mắt bọn họ, nhân mã các đại trừ thiên cũng chú ý tới thân ảnh áo bào sẫm màu kia, lúc này hơi kinh dị lên tiếng trong nháy mắt những cường giả này sắc mặt kịch biến bởi vì đối phương tới một vị thần đây chính là so với chuẩn thần còn mạnh hơn thần a thần trích mới thật sự là thần mà chuẩn thần chỉ là cảnh giới nửa người nửa thần thần trích mới là người tu luyện chân chính từ người lột xác thành thần cảnh giới đạt tới thần chi lĩnh vực đạt được nhập vào thần liệt tư cách mới có thể thành thần mà bọn họ hôm nay chính là gặp được một vị thần hàng thật giá thật phải biết rằng thần chỉ cảnh cũng không phải dễ dàng trùng kích như vậy mà vị trước mắt này lại có thể trùng kích thần chỉ cảnh xem ra đã đạt được thần cốt. Ba vị các ngươi chính là viêm đế, võ tổ, mục chủ, đích sắc ba vị các ngươi mạnh hơn bất kỳ người dẫn đầu đội ngũ nào của bọn họ rất nhiều. Ngay cả vị đệ nhất nhân mạnh nhất thiên uyên vực kia cũng không bằng ba người các ngươi. khó trách thái si sẽ bị đánh bại. Lúc này, ánh mắt thần thánh của vương vô thiên tản mát ra càn quét trên thân thể ba người tiêu viêm lâm động mục trần, mà tiêu viêm phía dưới cũng không xuất hiện bất kỳ dao động khác thường nào. Thanh âm vô cùng bình thản mở miệng nói, không hổ là lấy lực lượng một người, đánh bại một đạo ẩn sĩ đỉnh cao thế lực người, không nghĩ tới, hôm nay ở cổ nguyên thiên bên trong người đã thoát ly chúa tể đỉnh phong trở thành thần trích bây giờ ta các ngươi bất kỳ một người nào cũng không phải là đối thủ của ta thần chỉ cảnh cùng chúa tể cảnh tranh lệch cũng không phải là trời cùng đất các ngươi vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà ta liền có thể ngao du đại trụ bất kỳ một góc nào hiểu được chúng ta trong lúc đó tranh lệch sao đích xác vương vô thiên thực lực đã đạt tới thần trích cảnh nhưng mà thần chi lĩnh vực cảnh giới không phải chúa tể cảnh có thể đánh đồng bất quá ta nhớ được tại đi vào cổ nguyên thiên trước đó ta cùng các ngươi từng có một lần giao thủ nhất là linh hồn cảnh giới của ngươi, tựa hồ là chủ cảnh, kế tiếp ngươi lựa chọn nguyên khí tu vi thượng cùng ta đối kháng hay là linh hồn tu vi thượng cùng bản thần đối kháng đây?" Tiêu Viêm cười, cho dù đối mặt với một vị thần, hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi, thản nhiên nói, "Ngươi là người thiên phú chắc tuyệt mà ta đã gặp qua xong tu so với ta còn cường đại hơn, tu vi linh hồn của ngươi trải qua đã đạt tới chủ cảnh linh hồn đỉnh phong rồi." bằng không trước đây lực lượng linh hồn của ta cũng sẽ không bị người áp chế các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hô cũng không tệ được rồi không cần nhiều lời vô nghĩa hôm nay tiên thiên thần tộc chúng ta sẽ giết vào các người hơn nữa mười đạo tổ khí chủ mạch của cổ nguyên thiên tất cả đều do tiên thiên thần tộc chúng ta nắm trong tay nói xong vương vô thiên trên người một cỗ làm tất cả mọi người lâm vào chấn động thần thánh khí tức trong nháy mắt vô thiên cái địa tràn ngập ra cái gì vừa rồi vương vô thiên trong lời nói ý tứ là hắn gia nhập tiên thiên thần tộc không nghĩ tới để một vị thần trích gia nhập trong đó nói rõ nội tình tiên thiên thần tộc sợ rằng vô cùng cường đại nhưng trong lòng bọn tiêu viêm lâm động mục trần tiên thiên thần tộc cố nhiên vô cùng cường đại nhưng cũng không phải là không thể bị đánh bại muốn độc chiếm mười đạo tổ khí chủ mạch tiên thiên thần tộc các ngươi đúng là có khẩu vị lớn nhưng thật sự có thực lực này sao giọng nói trầm thấp của lâm động truyền đến mênh mông mở mịt vương vô thiên thì là bình tĩnh nói cổ nguyên thiên các thời tiết vận chi tranh ta tiên thiên thần tộc độc chiếm mười đạo tổ khí chủ mạch có gì không thể độc chiếm mười đạo tổ khí chủ mạch khi thanh âm của lâm động truyền ra trong các đại chư thiên đều là vào lúc này nhất lên xôn xao ngập trời vô số người hiện ra trạng thái khiếp sợ thất thần đó là toàn bộ thiên nguyên giới tổng sản lượng tổ khí 10 phần a phải biết rằng trước mắt các đại trừ thiên vực bọn họ thương lượng là mỗi một thiên vực đều chỉ có thể chiếm một thành tổ khí tổng sản lượng nhưng mà hiện tại tiên thiên thần tộc bên này lại muốn độc chiếm 10 đạo tổ khí chủ mạch cái này hỏi ai ai cũng không muốn cái này quả thực làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ nếu như bức nóng này các đại trừ thiên cường ra cho dù xả thân cũng muốn đem tiên thiên thần tộc lột một tầng ra xuống tiêu viêm nói thần thôn hóa giới trận do tiên thiên thần tộc các ngươi bày ra trước đây tuy rằng bắt được mười đạo tổ khí chủ mạch nhưng cuối cùng chúng ta đánh vào kết giới cướp lấy quyền khống chế cho nên cuối cùng mười đạo tổ khí chủ mạch kia chính là tiện nghi cho chúng ta bất quá lại nói tiếp cũng không phải thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ mà là tâm của các người quá đen tối nếu như bọn họ không phải muốn độc chiếm mười đạo tổ khí chủ mạch mà là cùng chúng ta chính diện cứng rắn vậy cuối cùng tất nhiên không phải kết quả như vậy tiêu viêm lời này ngược lại là không giả hắn một người thực lực mạnh hơn nữa cũng không có khả năng thay đổi song phương chỉnh thể tranh lệch lần này có thể đạt được thắng lợi cuối cùng cũng không đơn thuần là các đại trừ thiên đoàn kết nhất trí quan trọng nhất là là tiên thiên thần tộc được tới cửa không hồ là viêm đế a à. đại trận như thế đều bị ngươi nhìn ra sơ hở kết giới lại xuất lĩnh nhân mã các đại trừ thiên phá trận thay vào đó có thể thấy được năng lực cùng dũng khí của người là phi thường vô số người trong lòng đối với việc này tỏ vẻ tán thành bọn họ lúc ấy có thể tưởng tượng khi những cửa giả đội ngũ các đại trừ thiên này lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên thần tộc tộc bày ra kết giới thần thôn hóa là một loại tuyệt vọng cỡ nào a, à. nhưng cuối cùng bọn họ ở dưới tuyệt vọng cũng không có buông tha ngược lại là hướng tử mà đi sinh sôi xông ra một con đường Tiêu Viêm mặc dù không có nói quá nhiều chi tiết, nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được, tại thần thôn hóa giới trận bên trong, bộc phát một hồi cỡ nào thảm thiết huyết tinh chém giết, các đại chư thiên cũng hy sinh rất nhiều cường giả, bất quá, cuối cùng không có để cho những cường giả này không công hy sinh, cuối cùng vẫn là thành công phá thần thôn hóa giới trận, đoạt được 10 đạo tổ khí chủ mạch quyền khống chế. Nguyên bản các đại chư thiên đã thương nghị tốt, mỗi một thiên vực đạt được một đạo tổ khí chủ mạch, hiện tại tiên thiên thần tộc xuất hiện, lại muốn độc chiếm 10 đạo tổ khí chủ mạch, tuy rằng ý nghĩ rất tốt, bất quá hiện thực cũng không phải dễ dàng như vậy để cho hắn đạt được phải biết rằng nếu như lần này không có tổ khí chủ mạch sót vào trong các đại thiên vực như vậy tương lai các đại trừ thiên vực sẽ trầm luân xuống mà tiên thiên thần tộc sẽ độc đại đến lúc đó coi như là các đại trừ thiên vực liên thủ đối kháng tiên thiên thần tộc cũng sẽ là cục diện thất bại thảm hại mà hôm nay trừ thời tiết vận chi tranh nguyên bản sẽ đại bại mà biến thành thắng lợi làm sao không để cho người kích động đủ để phấn chấn lòng người mà ở trên không thanh âm minh mông của vương vô thiên truyền ra chỉ cần đánh bại ba vị các ngươi sẽ không ai có thể ngăn cản tiên thiên thần tộc chúng ta cướp lấy 10 đạo tổ khí chủ mạch. Trong các đại chư thiên, bất luận là địa chí tôn, thiên chí tôn hay là chúa tể cảnh, đều là mặt không biểu tình, bàn tay đã gắt gao nắm thành nắm đấm, một cỗ phẫn nộ ý từ tâm mà sinh. Hôm nay, nếu như có thể để cho tổ khí chủ mạch tiến vào các thiên vực, sẽ ở trong tương lai, các đại thiên vực bên trong nhất định thai ngén ra rất nhiều thiên chi kiêu tử. Điều này cũng sẽ làm cho thực lực của các đại thiên vực tăng lên, đây là đại sự tạo phúc cho vô số sinh linh trong người đại thiên vực, thậm chí cả thiên nguyên giới, tuy rằng lúc đầu rất nhiều người đến cổ nguyên thiên mục đích cũng không tính là quá đơn thuần nhưng bất kể như thế nào bọn họ đều vì thiên vực của mình trả giá hy sinh cùng đại giới kết quả cuối cùng đều đạt tốt nhưng quan trọng nhất là ba người tiêu viêm lâm động mục trần bọn họ mới là thủ lĩnh chân chính của cổ nguyên thiên lúc này rất nhiều cường giả ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn cái kia sắc mặt túc mục hắc bảo thân ảnh cùng với tử bảo thân ảnh cùng bạch kim bảo thân ảnh tiêu viêm lâm động mục trần đã cống hiến lực lượng như thế nào trong cuộc tranh giành thời tiết này nhưng ba người bọn họ cũng không nói quá rõ ràng ngược lại là giao cho tất cả mọi người. Phần bằng phẳng này, ngược lại làm cho trong lòng bọn họ không khỏi càng thêm kính trọng. Đánh bại ba người chúng ta, người cảm thấy người được không? Tiêu viêm thanh âm không phải rất lớn, nhưng là bên trong, tràn ngập vô cùng bá đạo chi ý. Có lẽ đây chính là một cường giả khí thế đi. Như vậy liền để cho ba người các ngươi nếm thử lực lượng của thần trích. Vương vô thiên hử nhẹ thanh âm vang vọng lên. Sau đó một khắc sau, tiếng hử kia giống như là có một loại lực lượng không cách nào hình dung. Khi nó vang lên, hư không tầng tầng sụp đổ ba người tiêu viêm lâm động mục trần cũng nhận thấy một lực lượng vô cùng khủng bố tấn công lực lượng thần thánh này muốn xóa bỏ ba người bọn họ khỏi thế giới này trong mắt tiêu viêm lâm động mục trần hiện lên vẻ hoảng sợ không ngờ một vị thần chỉ đơn giản xuất thủ cỗ lực lượng thần linh kia bọn họ cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách cường đại thậm chí ngay cả tư cách chống cự cũng không có nhưng là tiêu viêm bọn họ cũng không phải là nhân vật đơn giản chuyện gì chưa từng trải qua cho dù so với mình cường đại hơn rất nhiều cường giả cũng sẽ không lâm trận đào thoát thân thể tiêu viêm trong nháy mắt bị đế viêm chi hỏa bao phủ phía sau một mảnh biển lửa hiện lên từ sâu trong biển lửa dâng lên một đó hỏa liên vạn trượng trên đó nhảy nhót rất nhiều màu sắc mỗi một màu sắc đều đại biểu cho một loại thánh hỏa lực lượng khủng bố bực này có thể trong nháy mắt hủy diệt vạn vật sinh linh cửu phù tịch diệt lâm động bắt đầu dung hợp cửu đạo tổ phù chi lực đồng thời dẫn động thế giới chi lực trong cơ thể hóa thành một tia tịch diệt chi quang bắn thẳng vào đạo thế công thần thánh kia thái sơ siêu hoàn lúc này mục trần chính là thúc giục năm tòa pháp thân nguyên thủy ngưng tụ thành long mục chi châu tản ra một cỗ dao động cực kỳ nguyên thủy một chiêu này so với ba tòa pháp thân nguyên thủy trước đó thúc giục ngưng tụ ra thái sơ hoàn càng lớn hơn các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hoa thế công cũng quất mà đi giống như là ba viên thiên thạch đồng dạng xẹt qua chân trời trực tiếp cùng lực lượng thần thánh kia va chạm cùng một chỗ ầm 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 toàn bộ cổ nguyên thiên có tiếng nổ năng lượng vang vọng từng đạo gợn sóng đáng sợ khiến không gian vô cùng vặn vẹo dung chuyển bất quá cũng may chính là vào thời điểm như vậy bóng dáng chuyên trúc đột nhiên xuất hiện ở phía trước chỉ thấy ở vai trái có một tòa thánh liên nở rộ ra hắn vươn ngón tay ra, đầu ngón tay có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đâm vào hư không trước mặt, nửa bàn tay biến mất không thấy nữa. Ầm ầm, nhưng một khắc kia, hư không đang sụp đổ, tất cả mọi người đều biết, đây là ba vị chúa tể đỉnh phong cùng một vị thần, triển khai trực tiếp nhất giao phong, toàn bộ hư không đều là năng lượng rung động chấn động, rung động kia tản ra hủy diệt ý nhị, trong vòng vạn dặm, tất cả sinh cơ đều sẽ bị chôn vùi. Các cường giả chư thiên nhìn về phía hư không va chạm thế công cường đại, vô cùng khiếp sợ, có vài người kinh hô, đối diện một vị thần, ba người bọn họ có thể thắng được sao cái này? tuy rằng tiêu viêm tổng chỉ huy cùng lâm động mục trần đội trưởng rất mạnh, dù sao thực lực của bọn họ thật sự chúa tể đỉnh phong muốn đánh bại một vị thần gần như là chuyện không thể nào. phải biết rằng lực lượng của một vị thần cũng không phải cái gọi là chúa tể có thể ứng đối. đây chính là thần a. có một số cửa giả tin tưởng ba người tiêu viêm lâm động đích xác muốn đánh bại thần trích là chuyện không thể nào. nhưng bọn họ đối với tiêu viêm ba người vẫn tràn ngập lòng tin. tuy rằng trận này cơ hồ là không có khả năng sẽ thắng lợi chiến đấu chẳng lẽ chúng ta vừa đạt được tổ khí chủ mạch lại muốn chấp tay nhiều người sao thật sự là đáng giận tiên thiên thần tộc một ít vô cùng phẫn nộ táo bạo thanh âm truyền ra đối với tiên thiên thần tộc lần này lại một lần phái ra cường giả cường đại đứng đầu muốn độc chiếm người đạo tổ khí chủ mạch trong lòng nghiền tức giận lúc này đây lại phái ra một vị vượt qua chỗ tể đỉnh phong thần trích thật sự là làm người ta tuyệt vọng nhìn những người trong các đại chư thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng rất nhiều cổ thánh tiên thiên thần tộc lại vừa lòng nở nụ cười bọn họ chính là muốn nhìn thấy loại hình ảnh này ha ha hôm nay có đệ tam thần ra tay các bổn tọa ngược lại là muốn nhìn một chút những ngày các đại chư thiên bên trong nhân mã đến tột cùng có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra ngoài như vậy đã như vậy đệ tam thần ngươi đối phó viêm đế vũ tổ mục chủ ba người chúng ta liền cùng những con kiến hôi này chơi đùa một chút đi ha 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 từng đạo bóng đen bên trên tàn mát ra tiếng cười đáng sợ sau đó bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt bộc phát ra ngay sau đó trên người cổ thánh tiếng cười sát ý ngập trời vang vọng khi thanh âm của các cổ thánh tiên thiên thần tộc ẩn chứa sát ý ngập trời vang lên toàn bộ hư không đều chấn động kịch kỳ kỳ liệt, sát khí tựa như thực chất xuất hiện, rất nhiều cổ thánh kia đáng sợ sát ý nồng đậm tầm mắt xuyên thấu hư không mà đến, tập trung phía dưới tất cả các đại chư thiên vô số cường giả, một ít đội ngũ người dẫn đầu sắc mặt cũng là vào lúc này nhịn không được biến đổi, bởi vì những ngày cổ thánh thực lực đều là đạt tới mạnh nhất chúa tể hậu kỳ cùng đỉnh phong đỉnh phong cường giả đứng đầu, chỉ là kể từ đó, các đại chư thiên nhiều mê người thừa nhận áp lực có thể lớn hơn một chút, hư, cho các ngươi biết đối kháng tiên thiên thần tộc đáng sợ thế nào một tiếng gửi lạnh ẩn chứa sát ý vang lên nguyên khí thế công đáng sợ trực tiếp đánh vào phương vị đội ngũ nhân bạo phía dưới âm 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 nhưng mà cường giả song phương cũng là toàn lực ứng phó đồng dạng bộc phát ra đấu kỹ chiêu thức cường đại đối với tiên thiên thần tộc cổ thánh kích đấu cùng một chỗ giờ khắc này toàn bộ cổ nguyên thiên không gian lâm vào biến sắc phảng phất bị huyết hồng trí sắc bao phủ mà ở một khu vực chiến trường trung tâm khác thế công cường đại của ba người tiêu viêm lâm động mục trần cũng dần dần tiêu tán sau đó đạo thế công kia của vương vô thiên cũng không có hoàn toàn biến mất sau khi đánh tan thế công cường đại của ba người bọn họ đạo lực lượng cường đại công kích này lại cấp tốc lao về phía ba người tiêu viêm bất quá mắt thấy đạo thế công này sắp đánh trúng ba người tiêu viêm đế viêm chi hỏa rực rỡ lan tràn tới trên thân thể tiêu viêm ngưng tụ thành một đạo hòa dưỡng khải giáp kiên cố lâm động cũng thúc giục lực lượng thôn vệ phù tổ đến cực hạn thôn vệ đạo lực lượng kia mà mục trần lại lợi dụng pháp thân nguyên thủy của quang minh thể quang minh ngưng kết hóa thành một bức tường quang minh cực lớn đứng sừng dững trong hư không giống như thiên địa sụp đổ cũng sẽ không dao động thần chi thế công đáng sợ trực tiếp không thức khách khí chính giữa phòng ngự ba người bọn họ thi triển bùm ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc trực tiếp nổ tung ở trên chân trời tiếng vang cực lớn thắng được phía dưới còn đang kịch liệt chiến đấu cường giả song phương đều là thân ảnh chi trệ sau đó nhìn bầu trời chỗ kia khu vực bởi vì bọn họ vừa mới đều cảm nhận được thế công cường đại của vương vô thiên thật sự là vô cùng đáng sợ không biết ba người tiêu viêm lâm động mục trần có thể chống đỡ được lực lượng thần mạnh mẽ như vậy hay không rất nhiều cổ thánh trên mặt còn lại là lộ ra ý cười bởi vì vương vô thiên một kích coi như là bọn hắn những này cổ thánh đều không cách nào chính diện ngạnh kháng xuống mà viêm đế vũ tổ mục chủ thực lực cũng liền cùng bọn hắn tương đương không có khả năng sẽ tiếp xuống nhưng mà theo năng lượng quang mang dần dần biến mất chỉ thấy nơi đó trên hư không có ba đạo quang ảnh hiện ra quang ảnh trên người tàn mát ra mênh mông ba động cũng là có thể ở giơ tay nhấc chân liền dẫn tới thiên địa kịch biến ba người kia vậy mà chống cự được đến từ một vị thần thế công tiên thiên thần tộc cổ thánh đang thấy rõ ràng ba đạo quang ảnh kia ngã xuống nhất thời làm bọn hắn vô cùng khiếp sợ phải biết rằng hôm nay vương vô thiên đã đưa vào thần liệt trở thành nhất vương thần trích đạt tới thứ ba danh sách thần coi như là thứ ba danh sách thần đơn giản vừa ra tay liền có thể trong nháy mắt nghiền ép giết chết chúa tể con kiến hôi bao gồm chúa tể đỉnh phong đỉnh cấp cường giả nhìn thấy ba người tiêu viêm lâm động mục trần thật sự ngăn cản thế công của một vị thần trong lòng bọn họ cũng có chút giật mình đối mặt với công kích của tiên thiên thần tộc tiêu viêm lâm động mục không hề lùi bước vô số người bên các đại chư thiên sau khi giật mình lập tức khôi phục lại xem ra chỉ cần ba người bọn họ liên thủ hẳn là có thể đối kháng một vị thần trích cũng nói không chừng nghĩ tới đây trong lòng bọn họ lại dấy lên một tia hy vọng sau đó chiến ý trong nháy mắt tăng vọt bộc phát ra ba động nguyên khí kinh người bắt đầu tấn công những cổ thánh mãnh liệt của tiên thiên thần tộc rất hiển nhiên là thực lực cường đại của ba người tiêu viêm lâm động mục trần khiến cho chiến ý của bọn họ trong lúc này liên tục tăng lên không còn tuyệt vọng như lúc trước hiện tại chỉ có đem toàn bộ lực lượng thúc giục đến mức tận cùng mới có thể đối kháng với những cổ thánh này các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hoa ảnh ám thiên tộc ám lệnh hai người bọn họ hiện giờ ở trong các đại đội ngũ thực lực mạnh nhất có hai người bọn họ đối kháng những kia thực lực cường đại cổ thánh đối với chiến cuộc cũng sẽ có chuyển biến tốt đẹp mà vũ phí vũ thần vực tử tiêu vực tử nhất tình còn muốn đám người vương hy cũng không có chút ban khoăn giờ phút này ở trong lòng chỉ có một chữ sao chiến đáng sợ nguyên khí ba động chính mình tràn ngập toàn bộ cổ nguyên thiên bên trong trận này mới là các đại chư thiên đạt được tổ khí chủ mạch trận chiến cuối cùng cho nên bọn họ mặc kệ như thế nào chính là chết cũng phải để cho đối phương lột một tầng ra xuống cường giả song phương hiển lộ uy thế chúa tể trong lúc nhất thời hạch tâm cổ nguyên thiên chấn động kịch liệt một ít người thực lực còn ở địa chí tôn cùng thiên chí tôn đều là cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từng người sắc mặt ngưng trọng mà đề phòng rất rõ ràng cảm giác được bọn họ cùng chúa tể cảnh tranh lệch thật lớn coi như là thánh phẩm thiên chí tôn đều là ở những chúa tể cường giả trung niên phát ra khí tức cho chấn động bao gồm thánh phẩm đỉnh phong cũng là như thế nhưng cho dù bọn họ biết mình hiện giờ không chen vào được chiến đấu giữa chúa tể này nhưng vì các đại chư thiên có thể thắng lợi bọn họ cũng muốn dâng ra chút sức lực của mình theo uy áp chúa tể của cường giả song phương càng ngày càng thịnh trong hư không của một chiến trường khác bốn đạo thân ảnh đứng trên không trung ba vị các ngươi tựa hồ so với bình thường mạnh nhất chúa tể đỉnh phong còn cường đại hơn rất nhiều lại có thể chống đỡ được lực lượng thần của ta tuy rằng ta ngay cả một thành lực lượng đều không có thi triển ra nhưng là cũng đủ để cho ta có chút giật mình vương vô thiên nhún vai thần khí trên người lập tức bao phủ ba người tiêu viêm theo một cỗ khí tức vượt xa bọn họ đế viêm của tiêu viêm lại hừng hực thiêu đốt tiêu viêm đem đế viêm năng lượng phóng thích đến cực hạn sau cùng tự thân thân thể tương dung lẫn nhau từ xa nhìn lại giống như là một vị hòa nhân đồng dạng thế nhưng một khi hủy diệt hỏa thể vừa thi triển bản thân liền tương đương với một đóa hủy diệt hỏa liên có tính di động giơ tay nhấc chân đớp núi hấp biển trong đó còn hàm chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ nhưng như vậy còn lâu mới đủ tiêu viêm đem đế viêm chi hỏa rót vào huyền trọng xích trong nháy mắt thánh hỏa hàng cổ xích bộc phát ra uy lực cực nóng tiêu viêm chợt lóe thân ảnh rõ ràng trong nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ khác trên không gian sau đó của thánh hỏa hàng cổ thước trong tay mình sau đó từ trên không trung đối với thần lực lượng kia giận dữ bổ xuống ngay cả không gian cũng bị bổ ra hai nửa hơn nữa mang theo nhiệt độ cực nóng đáng sợ bắt đầu tràn ngập trên chân trời tiếng xì xì hỏa diễm trực tiếp khiến không gian đều bị theo đốt hầu như không còn lâm động cũng thúc giục cửu đạo tổ phù lực lượng nhiều loại thuộc tính cũng muốn nhảy thử lâm động siết chặt hai tay sau đó thì thầm trong lòng cửu tổ thuật đây là lực lượng của một tổ phù trong cửu đạo tổ phù làm chủ còn lại tổ phù làm phụ có thể bộc phát ra uy lực khủng bố của tổ phù xung quanh lâm động có lực thời gian lực không gian lực thôn phệ lực hàn băng lực hỏa diễm lôi đình lực sinh tử lực, hồng hoang lực, hắc ám lực, tám loại thuộc tính cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, mà Tô phủ làm chủ chính là lôi đình lực. Lúc này một đạo hắc động thật lớn đã hình thành, lực lượng trong đó trở nên cực kỳ sâu không lường được, thậm chí có một loại lực lượng quỷ dị. Sau đó lôi đế quyền trượng của lâm động xuất hiện trong tay mình, trên đó còn có lôi đình ba động. Sau đó cử tổ thuật dùng một cái cực kỳ quỷ dị tư thái biến hóa cùng lôi đế quyền trượng, xẹt qua phía chân trời, trực tiếp đối diện với cái kia tràn ngập mà đến thần chi lực lượng nghinh diện mà lên. Mục Trần thúc dục một khí hóa tam thanh công pháp, trực tiếp đem triệu hoán đi ra năm tòa nguyên thủy pháp thân kết hợp cùng nhau năm tòa nguyên thủy pháp thân hóa thân quy nhất một tòa pháp thân mới chính là sinh ra tập hợp năm tòa pháp thân nguyên thủy huyền ảo đến cực điểm quy năng vô cùng là pháp thân cường đại nhất hiện nay của mục trần theo thái sơ thế giới thể xuất hiện toàn bộ không gian đều bị một đạo kim quang bao phủ một cỗ đến từ phi thường nguyên thủy đáng sợ ba động theo đó từ thái sơ thế giới thể trên nhộn nhạo đi ra sau đó lại lần nữa triệu hoán ra đại tu thánh di trụ đây là mục trần vũ khí trên đó ẩn chứa thế giới lực mênh mông bàng bạc hắn muốn lợi dụng thái sơ thế giới thể thái sơ lực lượng cùng thế giới lực hoàn toàn dung hợp đạt tới trước nay chưa từng có cấp độ đến đối kháng một vị thần công kích mục trần hai tay kết ấn thái sơ thế giới thể nhất thời có năm đạo lực lượng nguyên thủy tăng vọt tới cực hạn từng đạo rõ ràng có thể thấy được từ trong đó xuyên qua mà qua ngay khi vô số đạo linh lực xuyên qua thái sơ thế giới thể bên trong thời điểm năm đạo lực lượng nguyên thủy lại đều là tại thời khắc này xuất hiện một loại biến hóa biến thành một đạo lực lượng cường đại đáng sợ khác đây chính là thái sơ thế giới thể lực lượng hôm nay liền dùng thái sơ lực lượng cùng thế giới lực lượng đến đánh bại thần lực lượng của Nguyễn mục trần thanh âm vang vọng thiên địa nhất thời vô biên vô tận thái sơ lực lượng từ trong thái sơ thế giới thể phóng lên cao sau đó toàn bộ rót vào đại tu thánh di trụ phía trên quanh thân đại tu thánh di trụ lại ngưng tụ ra một đạo đại tu thánh di trụ ước chừng mấy trăm trượng tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ làm người ta không dám tin ngay sau đó chính là trực tiếp xông về phía thế công của đạo thần lực lượng kia bùm dưới vô số ánh mắt khép sợ nhìn chăm chú sinh thánh hòa hằng cổ xích bị hòa diễm bao vây trên đó có hỏa dưỡng lực làm người ta sợ hãi cùng lôi đình lực tản mát ra chấn động khủng bố cùng với lực lượng thái sơ và lực lượng thế giới dung hợp sau đó sinh ra lực lượng càng mạnh hơn dưới sự chém giận của mục trần rốt cục ba đạo lực lượng cực hạn cùng lực lượng thần hung hăng va chạm vào nhau ầm 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 mảnh không gian này phảng phất đều là vào giờ khác này kịch liệt run rẩy lên thiên địa ảm đạm thất sắc tất cả ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ nham thạch cũng bắt đầu cấp tốc lăn xuống ba đạo lực lượng cường đại bất đồng cùng lực lượng thần không ngừng va chạm Hỏa diễm rực rỡ trên thánh hỏa hằng cổ xích của Tiêu Viên Bộc Phát đến cực hạn, mà Lôi đỉnh lực của Lâm Động cũng khủng bố như vậy, từng đạo to lớn tiếng sấm nổ ra, theo mỗi một lần bộc phát đều là có thể dễ dàng phá hủy một tòa đại lục lực lượng, mục Trần Thái Sơ lực cùng thế giới lực kết hợp dưới, đồng dạng là có trước nay chưa từng có năng lượng, không ngừng từ trong tay đại tu thánh di trụ tản mát ra, trong thiên địa có ba loại hình ảnh không ngừng xuất hiện, hỏa diễm lực lượng, lôi đỉnh lực lượng, Thái Sơ lực lượng lúc này ba người tiêu viêm lâm động mục trần đã đem nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn thì triển ra uy năng khủng bố vực này cho dù là cường giả chuẩn thần cảnh đối mặt với cực hạn lực lượng hiện tại của bọn họ cũng sẽ tránh được mũi nhọn các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua đối diện bọn họ chính là thần trích hàng thật giá thật được đưa vào thần liệt vương vô thiên nhìn thấy ba người tiêu viêm lại có thể thi triển ra lực lượng cường đại như vậy lại còn có thể cùng lực lượng thần của mình đối kháng chốc lát thật đúng là hơi kinh hãi ba người các ngươi đích xác ngoài dự liệu của ta nhưng là các ngươi cho rằng bằng các ngươi cái này chúa tể lực lượng là có thể đối kháng thần lực lượng sao thật sự là ý nghĩ kỳ lạ phá cho ta thần thánh lực đáng sợ xẹt qua chân trời oanh kích ba đạo thế công cường đại của tiêu viêm lâm động mục trần âm 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 trên bầu trời âm thanh năng lượng đáng sợ không ngừng vang vọng nhưng mà lúc này đây dĩ nhiên bẻ gãy nghiền nát đem thế công của ba người tiêu viêm toàn bộ hóa giải đi ánh mắt tiêu viêm lâm động mục trần đều ngưng tụ vũ khí của bọn họ truyền đến một đạo lực lượng cán trả hơn nữa cánh tay của bọn họ không ngừng run rẩy sau một khắc của lực lượng phản vệ này trực tiếp xông lên thân thể bọn họ oanh ba đạo thân ảnh lập tức bay ngược ra ngoài tốc độ cực nhanh lúc sắp đụng vào ngọn núi phía sau ba người bọn họ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể ổn định thân ảnh nhưng trên người vẫn chuyển đến cảm giác đau đớn sau khi bị lực lượng cán trả trùng kích phía dưới vô số người nhìn thấy một màn như vậy trong lòng đều là kinh hãi lên bởi vì đây cũng là bọn hắn lần đầu nhìn thấy ba người lên thủ dưới không địch lại đối phương tràng diện lý ảnh và ám lệnh một trường một quyền bức lui hai vị cổ thánh tiên thiên thần tộc ánh mắt cũng nhìn về phía tiêu viêm lâm động mục trần đối kháng với vị thần trích kia xem ra tiêu viêm huynh bọn họ cũng không cách nào đánh bại đi khuôn mặt lý ảnh lộ ra một tia bất đắc dĩ nếu như ngay cả tiêu viêm cũng không địch lại lúc này đây mười đạo tổ khí chủ mạch kia thật đúng là sẽ rơi vào tay tiên thiên thần tộc ám lệnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói thực lực của ba người bọn họ tuy rằng cũng là chỗ tể đỉnh phong mạnh nhất nhưng sức chiến đấu vượt xa hai người chúng ta hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện mười đạo tổ khí chủ mạch không nên rơi vào tay bọn họ trong mắt mọi người ba người tiêu viêm lâm động mục trần đã là hy vọng cuối cùng của bọn họ tuy rằng thực lực của ba người tiêu viêm lúc trước chúa tể hậu kỳ mạnh nhất đánh bại cường già chuẩn thần nhưng là lúc này đây chính là một vị hàng thật giá thật thần trích cho dù bọn họ át chủ bài ở cường đại cũng không cách nào vượt qua kia đẳng thần độ cao cho nên cơ hồ trận chiến đấu này sẽ bại bất quá các đại chư thiên cường già vì mười đạo tổ khí chủ mạch không rơi vào tay tiên thiên thần tộc cũng chỉ có thể đem trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài để viêm từ trong cơ thể tiêu viêm điên cuồng lưu truyền nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể cũng dần dần cân bằng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn vương vô thiên xa xa ngữ khí thản nhiên nói đây là lực lượng của thần trích sao thật sự là lợi hại à xem ra chúng ta đích xác không phải là đối thủ của người thế nhưng chúng ta cũng sẽ không khuất phục như vậy sau khi một chữ cuối cùng hạ xuống đế viêm trong cơ thể tiêu viêm lại xuất hiện trên lòng bàn tay tiêu viêm trong thiên địa trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên lâm động mục trần cũng là nguyên khí đáng sợ thôi động bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cùng vương vô thiên tiếp tục phát động tấn công lúc này tiêu viêm cho bọn lâm động một cái sắc mặt tựa hồ có một kế hoạch lâm động mục trần cũng gật đầu vương vô thiên nhìn thấy ngọn lửa rực rỡ trên bàn tay tiêu viêm cười cười nói lại là ngọn lửa này sao tuy rằng ngọn lửa này của ngươi rất cường đại thế nhưng đối với một vị thần bà nói quả thực chính là không chịu nổi một kích ngươi còn thu phục được thần hòa như thế nào không tin sao tiêu viêm nhìn thấy vương vô thiên kia vẻ khiếp sợ sau một khắc lại phía trên tay trái một đạo thần bí màu trắng hỏa diễm lặng yên hiện lên tại màu trắng hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản không gian loại kia cực nóng nhiệt độ lần nữa chiếm được tăng lên một cỗ đáng sợ hủy diệt giống như năng lượng từ màu trắng hỏa diễm bên trong tàn mát ra vương vô thiên lúc này ánh mắt hơi co rụt lại nói thật đúng là một đạo thần hỏa ngươi làm sao có thể có hai đạo hỏa diễm tập trung ở một thân xem ra ở trên người của ngươi tựa hồ có bí mật không thể cho ai biết hôm nay ta liền đem bí mật trên người của ngươi đào móc ra toàn bộ không gian đều bị luồng năng lượng thần thánh này chấn liệt ở phía trên chân trời một đạo cự thủ chính là hiện ra ở trên tàn mát ra ánh sáng màu vàng làm người ta hết hồn hết vía ánh mắt của mọi người đều là đạo cự thủ màu vàng này hấp dẫn cái gì chiêu thức vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế của lực lượng này hẳn là đã xa xa vượt qua đấu kỹ phạm vi đó là một đạo thần kỹ cái gì thần kỹ dĩ nhiên là thần thức vương vô thiên cũng vừa mới trùng kích thần trích cảnh mà thôi ở đâu ra thần kỹ tiên thiên thần tộc chết tiệt này tiên thiên thần tộc một ngày bất diệt chúng ta các đại chư thiên sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn một số cường già cũng chửi ầm lên đối với tiên thiên thần tộc tức giận xông thẳng lên đại não bất quá bọn họ cũng hiểu được tiên thiên thần tộc cường đại không phải bọn họ có thể đối kháng cho nên hôm nay bọn họ thân là các đại chư thiên một phần tử cũng muốn tật chính mình một chút ít sức lực đối diện đã vượt qua nhân loại đấu kỹ không biết tiêu viêm lâm động mục trần bọn họ sẽ chống đỡ được sao tâm thần tiêu viêm ngưng tụ phóng thích ra chủ cảnh linh hồn cường đại của mình hai tay chậm rãi khép lại nhìn thấy tiêu viêm cái kia quỷ dị tư thế vương vô thiên thần sắc lần nữa biến đổi kinh hô đây là muốn dung hợp hai loại hỏa diễm người này là đang chơi lửa tự thiêu hay sao một bên là huyễn hư thần hỏa một bên là đế viêm bất kể là cái nào hỏa diễm đều là cực kỳ khủng bố tồn tại muốn dung hợp cùng một chỗ có lẽ ở người khác xem ra cơ hồ là không thể nào, nhưng lão tiêu viêm trong tay dung hợp hai loại hỏa diễm thật đúng là không nhất định. Một luồng lực lượng linh hồn chủ cảnh cường đại bao phủ huyễn hư và đế viêm, có lực lượng linh hồn chủ cảnh, dung hợp huyễn hư cùng đế viêm hai loại hỏa diễm bất đồng sẽ đề cao tỷ lệ thành công. Hơn nữa dung hợp thần hỏa cùng thánh hỏa đã không phải lần đầu tiên, cho nên lúc này đây tỷ lệ thành công của tiêu viêm càng thêm cao. Dung hợp hai loại bất đồng hỏa diễm, ngoại trừ cần cường đại linh hồn lực lượng tinh chuẩn khống chế ở ngoài, còn cần phần quyết công pháp. Một giây sau, tiêu viêm trực tiếp vận chuyển phần quyết công pháp một phần quyết lực kỳ diệu tiến vào trong Nguyễn hư và đế viêm cùng lúc đó tiêu viêm cảm nhận được trong Nguyễn hư thần hỏa tản mát ra một cỗ hỏa thần bản nguyên làm người ta thèm nhỏ dãi cỗ hỏa thần bản nguyên này có thể so với thần trích cảnh lực lượng của danh tự thần các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua chỗ đáng sợ tuy rằng tiêu viêm thu phục thần hỏa nhưng là bây giờ còn không có hoàn toàn luyện hóa nó cho nên thi triển ra lực lượng cũng không phải toàn bộ thần hỏa lực lượng nguyên bản khó có thể khống chế thần hỏa Tại phần quyết lực chảy xuôi dưới, coi như là thần hòa vẫn là cũng sẽ trở nên dịu ngoan rất nhiều, phần quyết chi lực không ngừng dung nhập ở trong hai loại hỏa diễm, hơn nữa có chủ cảnh linh hồn tinh chuẩn khống chế, lúc này đây Tiêu Viêm phi thường có tự tin, có thể dung hợp, mọi người thần sứ nhìn hành động quỷ dị kia của Tiêu Viêm, lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong đó cũng có một ít cường giả đứng đầu, coi như là Lý Ảnh cùng Ám Lệnh, đều là nhịn không được khóe miệng co quắp, hắn thật sự muốn dung hợp hai loại hỏa diễm bất đồng sao, đây cơ hồ là chuyện không thể hoàn thành a, à, có lẽ Tiêu Viêm huynh có đầy đủ nắm chắc đi. Lý Ảnh đối với Tiêu Viêm một lần lại một lần thi triển áp chủ bài, đều là khiếp sợ đổi mới nhận thức của bọn hắn. Vương Vô Thiên cảm nhận được trên mảnh không gian trong tay Tiêu Viêm, một cỗ năng lượng vượt qua cực hạn của bản thân, dần dần bắt đầu sinh ra. Tiểu tử này thật sự thành công không đúng, trên người hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ diệu đang khống chế cân bằng hai loại hỏa diễm. Lúc này, thân là thần Vương Vô Thiên, rốt cục là cảm giác được một tia lực lượng quỷ dị trên người Tiêu Viêm. Sau một khắc, hai loại hỏa diễm màu trắng cùng rực rỡ trong tay Tiêu Viêm chậm rãi tiếp cận, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, tiếp xúc cùng một chỗ suy suy hai loại hòa diễm bắt đầu đan xen lẫn nhau nhiệt độ cực nóng nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian thiên địa dưới sự đụng độ của thần hòa cùng thánh hòa toàn bộ cổ nguyên thiên đều bắt đầu chấn động kịch liệt đôi mắt tiêu viêm vẫn dừng lại ở chỗ ngọn lửa đan xen trong tay chợt ánh mắt mãnh liệt hai tay hung hăng vũ một cái hai loại ngọn lửa chậm chạp không chịu dung hợp kia rốt cục là bộc phát ra một đạo cường quang rực rỡ giống như là một vầng mặt trời chói mắt làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt nén tới sau khi cường quang yếu bớt rốt cục bị thu vào trong tầm mắt mọi người trên bầu trời tiêu viêm lơ lửng ở khu vực giữa hai tay một đóa hỏa liên màu trắng rộng hai thước chậm rãi lơ lửng có thể dùng mắt thường nhìn thấy trên đó hỏa liên rực rỡ này bao vây vô số hạt tinh quang rất nhỏ từ từ bay lên làm cho người ta có một loại cảm giác phi thường thần thánh bạch hỏa liên hoa chậm rãi xoay tròn không gian hoàn toàn bị ảnh hưởng vạn vẹo cho dù thân là thần trích cảnh vương vô thiên lúc này ánh mắt cũng là gắt gao hướng về phía đóa hoa lửa trắng rực rỡ kia lộ ra một chút khó có thể che giấu về kinh hãi cỗ lực lượng này từ hỏa liên màu trắng rực rỡ tản mát ra cho dù là ngay cả hắn đây là thần, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được một loại sợ hãi, đó hỏa liên màu trắng rực rỡ này, trong suốt long lanh, màu sắc cực kỳ rực rỡ vô cùng, nhưng mà dưới bề ngoài xinh đẹp, lại cất giấu lực lượng khủng bố ngay cả thần trích đã nhét vào trong thần liệt, cũng cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Dù sao một đó hỏa liên màu trắng rực rỡ này chính là dung hợp vương, đế viêm, cùng với thần trong vạn hỏa, ảo hư, hai loại này trình độ hỏa diễm tương dung sau khi thành công, mang đến lực lượng đến tột cùng đạt tới trình độ nào, ai cũng không biết, nhưng là đã để vương vô thiên vị thần này đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ đã chứng minh này đóa hỏa liên lực lượng đã vượt quá tưởng tượng đây là át chủ bài cường đại nhất của tiêu viêm tuy rằng không phải lần đầu tiên sử dụng nhưng đối thủ bình thường cũng sẽ không để cho tiêu viêm như thế chỉ có đối thủ uy hiếp đến tiêu viêm mới có thể thi triển át chủ bài mạnh nhất này cũng không phải là đến sống chết trước mắt tiêu viêm cũng tuyệt sẽ không đi dễ dàng nếm thử cho nên vương vô thiên lực lượng đã uy hiếp đến tiêu viêm lúc này hoa sen trắng rực rỡ chậm rãi dâng lên vương vô thiên cách đó không ra sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng hắn cũng thật sự không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một vị mạnh nhất chúa tể đỉnh phong tiểu tử, lại còn cất dấu khủng bố như thế ác chủ bài, dĩ nhiên thật đem hai loại bất đồng hòa diễm dung hợp cùng một chỗ, chờ cái kia lực phá hoại, quả thực không dám tưởng tượng. Tiêu Viêm lơ lửng trên không trung ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Vô Thiên, mặc dù ở khoảnh khắc hỏa liên màu trắng rực rỡ thành hình kia, hắn cũng rõ ràng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể mình đã tiêu hao hơn phân nửa, toàn bộ thân thể truyền đến một trận cảm giác suy yếu, nếu như lúc này đây tiêu viêm thật đánh bại vương vô thiên một này thần trích như vậy tại toàn bộ thiên nguyên giới thậm chí trong đại trụ viêm đế tiêu viêm tên cũng là sẽ triệt để vang vọng tiêu viêm bàn tay chậm rãi nâng lên cố nén trên thân thể suy yếu cảm giác đứt miệng cười lộ ra bạch sán lạn hàm răng nói vương vô thiên thực lực của người đích xác rất cường đại đây là ta mạnh nhất át chủ bài nếu như ngươi có thể kế tiếp như vậy ta tiêu viêm sẽ bại cùng ngươi đích xác thần kỹ của hắn cũng thập phần cường đại hơn nữa còn là do thần nguyên chi khí thúc giục từ nội tình bản thân đến xem vẫn là vương vô thiên tốt hơn một bậc thần hòa hòa liên tiêu viêm cười nhún tay bắn ra nhất thời hỏa liên trắng sáng lơ lửng trong lòng bàn tay, bắn ra, nhiệt độ cả không gian tăng vọt, hỏa liên màu trắng rực rỡ bắn ra, không gian cổ nguyên thiên dung chuyển kịch liệt, tiểu tử, không nên đắc ý, bản thân ngược lại muốn xem vị tiểu tử chúa tể cảnh này cho dù dung hợp hai loại hỏa diễm thì lực lượng đến tột cùng cường đại bao nhiêu. Vương Vô Thiên quát to một tiếng, bàn tay nặng nề đẩy về phía trước, đem lực lượng thần của bản thân thúc dục đến 10 phần lực lượng, bàn tay khổng lồ màu vàng kéo dài qua bầu trời kia, lại một lần nữa huỳnh quang tăng vọt, trực tiếp cùng hăng oanh kích vào không gian của Tiêu Viêm kim sắc quang mang trên bàn tay khổng lồ tàn mát ra thần lực thứ ba vô cùng đáng sợ thanh thế kinh người kim sắc cự thủ đi qua lưu lại một đạo thật dài khe nứt không gian mang theo đủ để hủy diệt hết thảy vạn và lực lượng đang đánh về phía tiêu viêm thân ảnh lâm động và mục trần khẽ động một lực lượng đáng sợ ngưng tụ lại cửu phù thủ sức mạnh của cửu đạo tổ phù ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ trên đó tản mát ra uy năng sâu không lường được nghênh đón thần kỹ trên bầu trời ngũ tổ hóa ma hoàn mục trần cũng đem thái sơ thế giới thể lực lượng oanh kích ra ngoài trong một đạo vòng sáng Điều tự tàn mát ra vô cùng cổ xưa nguyên thủy ba động hỏa liên màu trắng rực rỡ sông lên phía trước cục phù thủ và ngũ tổ hóa ma hoàn theo sát phía sau tốc độ cực nhanh dưới tầm mắt của vô số người ba đạo thế công của bạch hỏa liên cửu phù thủ ngũ tổ hóa ma hoàn và đạo thần kỹ kim quang thủ ầm ầm va chạm vào nhau trong nháy mắt va chạm toàn bộ không gian cổ nguyên thiên có một luồng năng lượng rất mạnh đáng sợ đều là vào lúc này lâm vào đình trệ trong chốc lát ầm 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 đình trệ rằng có một lát sau hai bên này đáng sợ đến cực hạn năng lượng cường đại chính là ở trên bầu trời hung hăng nổ tung ra coi như là cổ nguyên thiên bực này tổ long sinh ra không gian vào giờ phút này đều trở nên cực độ vạn vẹo lên không gian đều trở nên hư hư thực thực vs các vị đại thần trong tay có phiếu đề cử phiếu tháng đi từng đợt bỏ một ứng viện ủng hộ một chút để quyển sách này nhân khí tiếp tục tăng vọt đồng thời tất cả mọi người nếu như thích xem quyển sách này có thể ở khu bình luận phát biểu một ít ý kiến của mình quần trao đổi một trăm chín mươi triệu ba trăm bốn mươi bảy trăm năm mươi mặt khác ta một quyển tiểu thuyết mới khác cũng là đấu phá đồng nhân văn mọi người có thể ở đọc tìm tòi đấu phá thương khung chi vô thượng thần đạo giảng tốc ngũ đế phá không đi trước thượng vị diện đấu đế đại lục gặp được đặc sắc kịch bản cố sự cùng trí cao chân thần loại hình hoàn toàn không giống nhau nha nếu như có các đại thần xem xong trí cao chân thần chương mới nhất đồng thời có thể truy một chút quyền tiểu thuyết này các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua năng lượng đáng sợ va chạm một vòng năng lượng phong bạo sen lẫn màu trắng rực rỡ nhất thời thổi quất bốn phía ra cố phong bạo hòa dưỡng này tốc độ cực nhanh chỉ trong chốc lát chính là đem phương viên vạn dặm ngọn núi đều là thiêu đốt hầu như không còn không gian đều bị ngọn lửa sóng nhiệt thiêu đốt giống như toàn bộ bầu trời cổ nguyên thiên hình thành vòng xoáy năng lượng năng lượng cường đại còn đang không ngừng phóng thích ra gợn sóng đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía cỗ lực lượng này sinh ra trong lúc đối đầu đủ để phá hủy tất cả vạn vật coi như là chúa tể giả hoặc là chuẩn thần nếu như bị vây trong vòng xoáy năng lượng này nhất định sẽ ngã xuống ngốc trước đây mới là thực lực chân chính của tư viêm tổng chỉ huy sao cái này cũng quá đáng sợ đi Vô số người ánh mắt vô cùng hoàng sợ nhìn xoáy nước không gian kia, coi như là Lý ảnh cùng ám lệnh những cường giả đứng đầu này cũng không thể ngăn chặn rung động nội tâm, coi như là tiên thiên thần tộc cổ thánh cấp người khác vật đều là mặt lộ vẻ hoàng sợ. Thì ra vị thái di đứng đầu cổ thánh bọn họ đều là thật, khó trách kiêng kỵ vị viêm đế tiêu viêm này như thế. Nhưng cho dù kiêng kỵ như thế nào, cổ thánh bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới viêm đế làm cho thủ đô cổ thánh kiêng kỵ, dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ như thế, nhưng mà thực lực của tiêu viêm này chỉ là chỗ tể đỉnh mạnh nhất là có thể bộc phát ra lực phá hoại cường đại có thể so với thần thứ ba trong vòng xoáy không gian ngọn lửa màu trắng tùy ý bão táp nhưng mảnh ảnh kế tiếp càng làm cho mọi người cả kinh bàn tay khổng lồ màu vàng dừng lại ở trên bầu trời không nhúc nhích kia cuối cùng lại kim quang lóe lên trực tiếp phá hủy thế công của cửu phù thủ cùng ngũ tổ hóa ma hoàn trong nháy mắt hai cỗ lực lượng cường đại này cũng theo đó tiêu tán mà đi thần sắc lâm động và mục trần cũng lộ ra vẻ kinh hãi đạo thế công này của bọn họ cũng đã là một trong những át chủ bài mạnh nhất của bọn họ không ngờ giới thần kỹ của đối phương dễ dàng bị phá hủy nhưng hai người bọn họ cũng biết đây là chiêu thức của một vị thần, cho dù chiêu thức của bọn họ mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua lực lượng của thần. Sau khi bàn tay vàng phá hủy thế tấn công của Lâm Động và Mục Trần, bàn tay vàng trực tiếp chộp về phía hỏa liên màu trắng rực rỡ, không gian sụp đổ, hỏa liên rực rỡ cũng bị bàn tay khổng lồ màu vàng siết chặt, một cỗ thần lực khủng bố thứ ba điên cuồng tấn công từ bàn tay khổng lồ này, lực lượng của thần trực tiếp đem hỏa liên màu trắng rực rỡ thổi quét phun ra hỏa diễm, đều bị thần lực thứ ba thôn phệ mà xuống, dưới toàn lực thi triển của thần kỹ kia, Hỏa Liên màu trắng rực rỡ dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt chợt tối, trên bầu trời, uy lực của thần lửa giận liên không ngờ lại chống lại lực lượng của thần trong danh sách thứ ba lâu như vậy, hỏa diễm cùng bàn tay khổng lồ va chạm tạo ra vòng xoáy không gian, ở nơi đó, không gian sớm đã vặn vẹo không chịu nổi, thật sự là không nghĩ tới a, à, người đó hỏa liên này lực lượng dĩ nhiên có thể cùng ta thần kỹ đối kháng lâu như vậy, nhưng là, ta nghĩ người này hỏa liên lực lượng cũng kém không nhiều lắm đến cực hạn đi, mà Tiêu Viêm đối diện hít sâu một hơi, nói, đã quên nói cho ngươi biết, một chiêu này của ta thần hỏa liên đã từng làm bị thương nặng một vị thần giống như ngươi, cho nên ta nghĩ, ngươi cũng giống như vậy, như vậy hắn cảm ứng được khí tức nguy hiểm thật đúng là làm hắn vô cùng kiêng kỵ, dưới sự khiếp sợ của Vương Vô Thiên, hai tay Tiêu Viêm bắt đầu ấn kết, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng phun ra, "Cho ngươi nếm thử, thần hỏa liên tại sao lại gọi là thần nộ?" "Thần nộ?" Bạo, thanh âm vừa dứt, uy lực của hỏa liên vốn còn đang đối đầu với bàn tay kim quang cự thủ kia tuy rằng nhỏ đi một chút, nhưng bản nguyên hỏa thần đáng sợ trong đó vẫn điên cuồng nhảy lên ngay khi hỏa thần bản nguyên hỏa liên nhảy lên trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của vương vô thiên thần lửa giận lên ầm ầm nổ tung BOOM! một đạo khổng lồ hỏa diễm bão táp giống như to lớn nấm vân trực tiếp tại trên mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện kinh thiên động địa nổ tung thanh âm vang vọng toàn bộ cổ nguyên thiên càng làm cho vô số khuôn mặt mọi người dâng lên vẻ kinh hãi vô cùng đây đến tột cùng là lực lượng gì a à, không đợi mọi người trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại trên đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời kia một đạo thân ảnh trực tiếp từ trên bầu trời bắn ngược ra hơn nữa có thể nhìn thấy có một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra nhìn thân ảnh bắn ngược kia các cổ thánh tiên thiên thần tộc sắc mặt đại biến bởi vì thân ảnh bắn ngược kia không phải viêm đế tiêu viêm mà là thần thứ ba tiên thiên thần tộc vương vô thiên phía dưới kia vô số người trên chán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh cùng khiếp sợ ánh mắt chuyển hướng cái kia một chỗ bầu trời lúc nơi đó dĩ nhiên lơ lửng một đạo hắc bảo thân ảnh lúc này trên mặt của hắn tái nhật vô cùng cùng với trên người khí tức đều là cực độ yếu bớt xuống tiêu viêm tổng chỉ huy đây là đánh bại một vị thần đây chính là vị thần được đưa vào trong thần liệt a mặc dù là vị thần thứ ba nhưng cũng không phải là tồn tại thần thánh mà một vị cường giả chúa tể cảnh có thể đối kháng. Tiêu viêm tổng chỉ huy đích xác là làm được. Mọi người kinh hô hoàng sợ tự nói, trong giọng nói chấn động vô cùng rõ ràng. Vị vương vua thiên này thế nhưng là hàng thật giá thật thứ ba danh sách thần, mặc dù chỉ là vừa tấn thăng trở thành thần trích, nhưng cũng không phải chúa tể cảnh cường giả có thể chống cự. Này tiêu viêm lực lượng thật sự là làm cho người ta đoán không ra. Phóng mắt nhìn tiên thiên thần tộc bên trong, ngoại trừ vị kia tiên thiên thần bên ngoài cũng là nhân vật số hai như vậy một nhân vật số hai dĩ nhiên đều bị tiêu viêm một chiêu này thần hòa hòa lên đánh bại giờ này khắc này các đại chư thiên cường giả đều là hoan hô nhảy nhót mà lên tiêu viêm tổng chỉ huy vạn tuế tiêu viêm tổng chỉ huy vạn tuế lúc này cổ nguyên thiên trong tràng hoan hô tất cả mọi người hiểu được tiêu viêm thật đánh bại đệ tam thần vương vô thiên danh tiếng của tiêu viêm sẽ tại thiên nguyên giới vang vọng mỗi một góc chính là cùng toàn bộ đệ nhị đẳng cấp trong thế giới nhưng một chiêu công kích này của tiêu viêm thật sự hoàn toàn đánh bại đệ tam thần vương vô thiên sao lúc này tiêu viêm thở hổn hển cảm giác suy yếu trên thân thể càng ngày càng rõ ràng thần lừa giận liên tuy rằng vô cùng cường đại nhưng là đối với tự thân nguyên khí tiêu hao cùng linh hồn lực tiêu hao thì là thật lớn khí tức của mình đã yếu bớt hơn phân nửa nhưng trong cảm giác của tiêu viêm khí tức của đối phương dường như không yếu bớt bao nhiêu điều này nói rõ mấu chốt cuối cùng vương vô thiên chống cự được lực lượng khổng lồ của thần hòa liên trùng kích lâm động và mục trần cũng nhận ra sự khác thường nguyên khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển cực hạn quả nhiên thân ảnh vương vô thiên vốn ngã xuống đất trong nháy mắt biến mất lâm động mục trần thần sắc cực kỳ ngưng trọng các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hoa vừa nói xong một đạo thế công cường đại trực tiếp chính giữa lồng ngực tiêu viêm một cỗ lực lượng thần khiến hắn không thể phản kháng tiến vào trong cơ thể tiêu viêm bắt đầu tàn sát bừa vãi răng rác trong đó có tiếng xương gãy nhẹ nhàng truyền vào trong lỗ tai tiêu viêm sau đó toàn bộ thân thể dường như tan rã trực tiếp từ không trung bạo xạ xuống bùm một đạo tiếng vang thật lớn trực tiếp làm cho mặt đất xuất hiện hố sâu khói đặc cuồn cuộn khí tức của tiêu viêm càng uể oải xuống cái này đột nhiên như lên một màn trực tiếp để cho vô số người há to miệng, vừa mới còn đang hoan hô, lúc này bọn họ đã không cách nào nhúc nhích, bởi vì vừa rồi Vương Vô Thiên nhanh như tia chớp như vậy thế công, làm bọn họ những người này đều còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Khi bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Viêm đã rơi vào dưới mặt đất, độ cao hố sâu ít nhất có trăm mét, ở đáy hố sâu, không thể dùng mắt thường nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể bằng vào cảm giác, có thể cảm giác được dưới hố sâu, lưu lại một đạo khí tức cục độ yếu ớt, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một ít cường giả thực lực hơi yếu cũng không có nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, tiêu viêm tổng chỉ huy tựa hồ bị đối phương nháy mắt đánh thành trọng thương cường giả thực lực cường đại cũng mơ mơ màng màng thấy rõ ràng hình ảnh tiêu viêm vừa mới bị vương vô thiên một chưa đánh bại mơ hồ vương vô thiên không phải bị đạo lực lượng hủy diệt của tiêu viêm tổng chỉ huy công kích sao vì sao đối phương còn có lực lượng như thế tiến hành phản kích từng đạo thanh âm không thể tin được truyền ra bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thắng lợi vốn có lại biến thành tuyệt vọng lúc này mọi người cũng đã kịp phản ứng bọn họ có thể thấy rõ ràng thân ảnh vừa mới công kích tiêu viêm lúc này đứng ở phía trước bọn họ ánh mắt tràn ngập màu máu đỏ tàn nhẫn nhìn đáy hố sâu có chút bản lĩnh à, người cái này thần hòa liên thật đúng là lợi hại nếu không là ta vừa mới xuất ra một đạo thần khí chống đỡ người cái này hòa liên đại bộ phận lực lượng chỉ sợ trọng thương hẳn là ta vương vô thiên vỗ vỗ chính mình rách dưới quần áo lại trên má trái còn có vị hòa dưỡng đốt trái vết tích có thể làm cho một vị thần trích thân thể bị thương tồn thật đúng là hiếm thấy đó là ở trong vẻ khiếp sợ của mọi người chính là nhìn thấy trong tay vương vô thiên lại có thêm hai thứ dĩ nhiên là 72 đại thần khí bảng xếp hạng thứ 34 thiên thuẫn cùng xếp hạng 29 thủy linh. Lý ảnh thanh âm nhàn nhạt truyền ra, truyền vào mỗi người trong lỗ tai thời điểm, thì là như sấm bên tai, không nghĩ tới, vương vô thiên này thậm chí có bực này đáng sợ hai đạo thần khí, vậy mà chống đỡ tiêu viêm kia đạo đã từng có thể đánh bại thần trích liên minh vị kia danh sách thứ hai hủy diệt thế công, vốn đây là một hồi bọn họ bên này thắng lợi hy vọng, kết quả hiện tại biến thành đối phương hy vọng, hôm nay, các đại chư thiên tổng chỉ huy tiêu viêm đều bại, như vậy cục diện kế tiếp sẽ là mỗi người cũng không dám tưởng tượng thảm thiết hình ảnh ngay khi mọi người vô tâm chiến ý thân ảnh vĩ đại của lâm động và mục trần đứng trên mảnh thiên địa này mục trần tiêu huynh không biết sinh tử như thế nào nhưng có thể khẳng định hắn đã trọng thương cho nên kế tiếp chỉ có ta và người lấy mạng đánh nhau nhìn thấy thân ảnh của lâm động và mục trần cường giả các đại trừ thiên coi như nhìn thấy tia hy vọng yếu ớt cuối cùng dù sao thực lực của lâm động và mục trần cũng cường đại hơn tiêu viêm cho nên ba người tiêu viêm lâm động mục trần luôn có thể làm cho bọn họ dâng lên một ít hy vọng cùng ý chí vĩnh viễn không buông tha lúc này vương vô thiên quần áo rách nát vô cùng trên hai tay hai đạo thần chỉ cầm cũng là hơi run rẩy bất quá có thể đem thần lửa giận liên uy lực hóa nguy thành ăn cũng là trong bất hạnh vạn hành mặc dù đã điều chỉnh tâm trạng ánh mắt vẫn nhìn lâm động và mục trần phải biết rằng thần lực lượng không phải các ngươi những này chúa tể giả có thể đối kháng thiên phú của các ngươi tương đối cao không bằng gia nhập chúng ta tiên thiên thần tộc đến lúc đó chúng ta cùng nhau thống trị thiên nguyên giới cớ sao mà không làm chứ ta mục trần hôm nay cho dù hy sinh cũng muốn đem người đánh bại trợt, mục trần phía sau lần nữa xuất hiện tòa thứ sáu nguyên thủy pháp thân vạn vật sinh hóa thân. Theo tòa pháp thân nguyên thủy thứ sáu xuất hiện, trên toàn bộ không gian đều xuất hiện sinh mệnh chi khí, tất cả vạn vật vào lúc này sinh cơ bừng bừng lên. Một người vậy mà có được sáu tòa pháp thân nguyên thủy, trước đó vô số cường giả biết được mục trần bất phàm, nhưng là tại tận mắt nhìn thấy sáu tòa pháp thân nguyên thủy này về sau, trong nội tâm vẫn là sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì những thứ này đều là đại trụ bên trong thần vật một trong, bất kể là thần hỏa hay là tổ phù cùng với cái này nguyên thủy pháp thân, có thể có được một đạo ở trên người cũng đã không được, mà cái này mục trần ước chừng có sáu tòa mục trần đội trưởng xem ra phải thi triển thực lực chân chính vạn thú thiên những người kia rốt cục nhìn thấy dẫn dắt bọn họ tại cổ nguyên thiên thắng liên tiếp đội trưởng cũng không giữ lại thực lực mà ánh mắt lâm động cũng lạnh lẽo cửu đạo tổ phủ quanh người cấp tốc xoay tròn lực lượng của chín loại thuộc tính không ngừng phát ra một cỗ năng lượng quỷ dị khó lường thào thào bất tuyệt xem ra hai vị bọn họ sẽ là ánh sáng hy vọng cuối cùng của chúng ta tuy rằng ánh sáng hy vọng này rất xa vời dù sao đối phương cũng là một vị thần nếu là một vị chuẩn thần ngược lại dạy nói các đại chư thiên cường già hai mặt nhìn nhau nhìn trên bầu trời hai đạo vĩ ngạn thân ảnh trong lòng chiến ý cũng dần dần dâng lên tiên thiên thần tộc chúng ta các đại trừ thiên cũng liều mạng với các người mọi người toàn lực lên dưới tiếng hò hét của một số cường giả đứng đầu trong cơ thể vô số người bộc phát ra nguyên khí bảng bạc tấn công mạnh mẽ mấy chục vị cổ thánh phía dưới trong nháy mắt chiến đấu đã bắt đầu hào quang bắn ra bốn phía nguyên khí ngập trời kịch liệt tiếng chiến đấu cũng là không ngừng vang vọng lên nhưng mà vương vô thiên liếc mắt nhìn chiến đấu phía dưới khóe miệng cười hướng về phía hai người lâm động mục trần nói xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh rồi đã như vậy như vậy các ngươi liền giống như viêm đế đi chết đi vương vô thiên lao máu khóe miệng vừa rồi thân ảnh trong nháy mắt biến mất lấy tốc độ cực nhanh kéo dài qua chân trời ngay thì ánh mắt lâm động mục trần khẽ động ở sau lưng bọn họ một đạo thần kỹ chi lực gần nữa xuất hiện bùm một bàn tay khổng lồ kim sắc tản mát ra lực lượng thần thánh vô biên ầm ầm đánh xuống hai người không gian từng trận vỡ vụn năng lượng đáng sợ như gợn sóng chuyển đi bốn phía khoảng cách gần như vậy cho dù bọn họ có phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể tránh né dưới vẻ mặt đắc ý của vương vô thiên dường như đã nhìn thấy hình ảnh lâm động và mục trần ngạ xuống các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua kháng chỉ có một chữ chết thần kỹ lực lượng đã hoàn toàn bộc phát muốn đối kháng thần chi kỹ năng trên đấu kỹ chỉ có thể so với tiêu viêm lúc trước thì triển thần lửa giận lên uy lực mới được nếu không hết thảy lực lượng đối diện đạo thần kỹ này lực lượng đều sẽ không chịu nổi một kích ta đã nói rồi đầu nhập vào tiên thiên thần tộc chúng ta cùng nhau thống trị thiên nguyên giới tốt đẹp cỡ nào các người đây chính là đang muốn chết thân thể của hắn dĩ nhiên dừng lại ở trong không gian, cùng với đạo thần kỹ kia cũng là như thế, chỉ kém lâm động mục một trần 1mm một khoảng cách, đạo thần kỹ này chính là sẽ chính giữa thân thể hai người bọn họ, bị thần kỹ trực tiếp công kích như thế, cho dù là đối thủ cùng cảnh giới không chết cũng phải trọng thương, huống chỉ lâm động và mục trần chỉ là tu vi chúa tẩy cảnh, nhìn thấy một màn quỷ dị trên bầu trời, một số cường giả đứng đầu phía dưới phát hiện khác thường, tựa hồ phiến không gian kia dừng lại rồi, mà ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, thời gian tổ phù của lâm động bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có trực tiếp giam cầm cả một bình khu vực này, đương nhiên chỉ bằng vào một đạo thời gian tổ phù lực lượng trước mắt là không thể giam cầm không gian nơi này, mà là lâm động lại lợi dụng lực lượng cửu tổ thuật, lấy thời gian tổ phù làm chủ, đem lực lượng của tám đạo tổ phù khác toàn bộ quán thâu cho thời gian tổ phù, khiến cho lực lượng thời gian tổ phù có thể bộc phát ra lực lượng thời gian vô cùng cường đại. Mục Trần ra tay, thấy lực thời gian đã có hiệu quả, lập tức nói với Mục Trần, mà Mục Trần lúc này phía sau, có hai tòa nguyên thủy pháp thân, một tòa chính là thái sơ thế giới thể, một tòa là vạn vật sinh hóa thân lúc này hai tòa pháp thân nguyên thủy này cao lớn mấy vạn trượng trong lúc hai tay mục trần chuyển đổi hai tòa pháp thân nguyên thủy phía sau phát ra quang mang chói mắt một đạo thái sơ lực vô cùng đáng sợ ngưng tụ lại sau đó ầm ầm đánh tới không gian bị lâm động giam cầm bất quá còn chưa kết thúc mục trần cũng đem tòa thứ sáu nguyên thủy pháp thân lực lượng thôi động đến cực hạn một đạo quang mang bắn ra xẹt qua toàn bộ cổ nguyên thiên không gian giống như hai đạo lực lượng vượt qua chúa tể cảnh đối với vương vô thiên không cách nào nhúc nhích bạo vọt đi tất cả mọi người nhìn thấy vương vu thiên thân thể trực tiếp bị này hai đạo lực lượng cường đại quang mang bao phủ ầm ầm sau một khắc tiếng nổ năng lượng hoàn toàn vang lên toàn bộ bầu trời cổ nguyên thiên đều bị hào quang trói mắt bao phủ cho dù là một ít góc âm u vào lúc này đều là bị đạo cường quang này xuyên thủng trói mắt vô cùng hơn nữa năng lượng trong đó càng làm người ta hít thở không thông bởi vì đó là lực nguyên thủy của pháp thân nguyên thủy tại thời điểm quang mang kia liên tục chiếu rọi vô số cường giả hai mặt nhìn nhau một kích cường đại như thế vương vô thiên kia chúng một kích chính diện hẳn là không chết cũng phải trọng thương đi lâm động đội trưởng mục trần đội trưởng cố lên lúc này lại có một ít tiếng hoan hô vang lên dù sao hai người bọn họ hiện tại là hy vọng cuối cùng của các đại chư thiên nếu như ngay cả hai người bọn họ đều thất bại như vậy tất cả mọi người của các đại chư thiên bọn họ sẽ vẫn lạc ở đây hơn nữa mười đạo tổ khí chủ mạch cũng sẽ bị cướp đi như vậy đến lúc đó tiên thiên thần tộc sẽ trở thành người thống trị thiên nguyên giới tràng diện như vậy là kết cục tất cả mọi người không muốn nhìn thấy mà đợi sau khi quang mang của lực lượng nguyên thủy tản đi phiến không gian kia sớm đã sụp đổ mấy vết nứt không gian hiện ra sau khi nhìn rõ cảnh tượng nơi đó, tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ nhìn thấy thân thể vương vô thiên vậy mà lông tóc vô thương đứng ở trong không gian sụp đổ kia, chính trung cường đại như vậy lực lượng thế công, vậy mà vẫn không thể giải quyết xong đối phương, không ít cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ hoảng sợ. tất nhiên, vị kia vương vô thiên lực lượng đã không phải bọn hán những ngày chúa tể người có thể đối phó, một ít tiên thiên thần tộc cổ thánh thấy thế cũng là lộ ra vẻ đắc ý, nói, ha ha ha, chúng ta tiên thiên thần tộc đệ tam thần là các ngươi những ngày chúa tể giả có thể đối kháng sao? vậy trước tiên đem các ngươi những ngày chết tiệt cổ thánh đánh chết ầm ầm chiến đấu kịch liệt vẫn đang không ngừng kéo dài đáng sợ nguyên khí bộc phát trận chiến kịch liệt này vẫn là trở thành các đại chư thiên vực tiên thiên thần tộc tại của nguyên thiên trận chiến cuối cùng bất kể bên nào thắng bên thắng sẽ đoạt được mười đạo tổ khí chủ mạch trong của nguyên thiên trên không trung thần sắc lâm động và mục trần vô cùng bình tĩnh vừa rồi bọn họ đã thi triển toàn lực nhưng vẫn không thể đánh bại vương vô thiên thậm chí không thể làm bị thương một tia lâm động huynh xem ra lực lượng thần trích cảnh không phải là ta và ngươi có thể chống lại hơn nữa thân thể của đối phương đã vượt xa chúa tể thân thể chắc là đạt tới thần chi thân thể bởi vì vừa rồi lâm động đã khóa chặt hành trình của vương vô thiên mục trần lại thúc đẩy lực lượng cực hạn của bản thân bộc phát ra lực lượng nguyên thủy của thế giới thể thái sơ và vạn vật sinh hóa thân chính giữa thân thể đối phương theo lý thuyết như vậy tuyệt đối thế công đủ để trọng thương một vị chuẩn thần coi như là thần trích hẳn là cũng sẽ bị thương mới đúng bất quá xem ra vẫn là xem thường thần trích thân thể lực lượng mà lúc này vương vô thiên lộ ra biểu tình ăn thịt người một cỗ phẫn nộ đã sớm xông lên đỉnh đầu tức giận đùng đùng nói hai vị chúa tể eo con kiến hôi dựng lên con muốn đánh bại bản thần sợ là nằm mơ nếu không là ta hôm nay trùng kích đến thần chích cảnh hôm nay thật đúng là sẽ bại ở trong tay các ngươi nhưng là các ngươi không nên quên nếu ta đã thành thần như vậy thân thể tự nhiên cũng đã tiến hành trước nay chưa từng có lột xác mà ta bây giờ thân thể chính là thần thể có thể rất rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần thánh truyền đến từ thân thể vương vô thiên đây chính là lực phòng ngự của thần thể sao cho nên cho dù nhân loại các ngươi thế công tại cường đại cũng là không cách nào công phá thần thể cường đại kế tiếp ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có chiêu thức gì tuy rằng dựa vào thần thể cường đại chống đỡ thế công của lâm động và mục trần nhưng lại cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn loại cảm giác này hẳn là sẽ không phát sinh mới đúng nhưng sau khi hai người đối diện công kích loại cảm giác đau đớn trên thần thể này cũng cực kỳ rõ ràng lâm động và mục trần cũng không phải người bình thường nếu có thể so sánh với viêm đế thì không thể xem thường lâm động vừa mới thi triển lực lượng thời gian cũng khiến vương vô thiên cảm thấy kiêng kỵ có thể trực tiếp giam cầm thời gian nếu như vừa mới công kích chính mình là tiêu viêm thần hòa hỏa liên trước đây như vậy coi như là tự thân thần thể tại cường đại chỉ sợ cũng sẽ bị đạo hỏa liên lực lượng cho thiêu đốt hầu như không còn các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hùa trong lúc lóe lên hiên hậu hóa thành vẻ tàn nhẫn hai tay khép lại bùm chỉ thấy không gian kia chấn động mạnh tựa như hào quang khổng lồ đột nhiên co lại lực lượng thần kinh khủng tầng tầng vọt tới nghiền nát không gian sau đó bao phủ chỗ lâm động và mục trần cổ thần lực lượng kia một khi hạ xuống lâm động cùng mục trần tất nhiên là thi cốt không còn dù sao Vương Vô Thiên đã không còn hứng thú cùng bọn họ Chu Toàn, bởi vì thời gian Chu Toàn càng lâu, đối với chính hắn càng bất lợi, không biết đến lúc đó còn có thể có ác chủ bài gì xuất hiện, tuy rằng mình là thần chỉ, không sợ lâm động mục trần, nhưng đến lúc đó sẽ có chút phiền toái, cho nên nhanh chóng đánh chết là lựa chọn sáng suốt nhất. Trên không trung, đáng sợ thần chi lực lượng tràn ngập phía trên trời, vô số đạo tầm mắt vào lúc này tập trung mà đến, bọn họ đại khí cũng không dám ra một tiếng, mà khi thần lực cuồn cuộn mà đến, nguyên khí xung quanh lâm động và mục trần đã đạt tới cực hạn ngay cả gân xanh trên trán cũng đã tăng vọt sau đó lâm động trực tiếp đổi thời gian tổ phù và không gian tổ phù cử tổ thuật lại thi triển lúc này tất cả nguyên khí trong cơ thể lâm động đều điên cuồng hội tụ về phía không gian tổ phù đến lúc này lâm động cũng đã dốc hết sức lực đây cũng là một trong những thủ đoạn cường đại của hắn thế công của vương vô thiên thật sự làm cho ra đầu bọn họ tây dại uy lực của thần thứ ba này thật sự không phải chỗ tẩy giả có thể chính diện đối kháng nếu lâm động và mục trần không phải là đại trụ thần vật có lẽ cũng đã bị đối phương đánh chết ở thời điểm nguy hiểm nhất lâm động cũng dốc hết thủ đoạn, ngừng luyện đến trạng thái cực hạn. ngay khi thần lực sắp đánh chúng lâm động, tiếng gầm trầm thấp vang lên trong lòng hắn. phù văn trên không gian tổ phù bắt đầu lóe lên, ngay sau đó bộc phát ra quang mang rực rỡ, khiến cho không gian của lâm động và vương vô thiên chuyển động kinh người. đó là không gian lực, thần sắc của mọi người lại biến hóa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. lá bài tẩy của lâm động lại khiến người ta không ngờ tới. từ thời gian lực, sau đó thi triển không gian lực, không hổ là lâm động có chính đạo tổ phù, khó trách thực cực sâu không lường được mà thân ảnh vương vô thiên lại xuất hiện nguyên bản lâm động mục trần mặc dù ở vị trí mà thân ảnh lâm động mục trần xuất hiện ở vị trí vương vô thiên một giây trước mà lực lượng thần kinh khủng kia trực tiếp là đánh vào trên thân thể vương vô thiên vô tính năng lượng oanh kích kinh khủng nhất thời vang vọng phía chân trời phía dưới còn đang kịch liệt chiến đấu mọi người cũng là ngừng tiến công bởi vì vương vô thiên bị kỹ năng của mình cho đánh chúng không gian lực của lâm động thật sự là ngoài dự đoán của mọi người có thể trong nháy mắt rời đi hai không gian tiến hành hoán đổi một hồi sử dụng thời gian lực sau một khắc liền sử dụng không gian lực không hổ là lâm động có chính đạo tổ phù nhiều loại thuộc tính lực lượng thật sự là sâu không lường được rất nhiều tiên thiên thần tàu cổ thánh mặt lộ về lo lắng nếu như vương vô thiên bị đánh bại như vậy bọn họ liền không cách nào hoàn thành ngô thần bước cuối cùng kế hoạch nhưng là loại lo lắng này cũng không có kéo dài bao lâu tại năng lượng quang mang tán đi về sau vương vô thiên kia không có bất kỳ biến hóa thân thể cao ngất cùng không trung trên người thân thể càng là có một tia thần thánh lực lượng tàn mát ra xem ra lại là lực phòng ngự rất mạnh của thần thể triệt tiêu năng lượng tấn công của chính hắn nói tới đây thần sắc vương vô thiên dần dần ảm đạm nói cửu đạo tổ phù trên người người ta muốn rồi nghe vậy thần sắc lâm động ngưng tụ vương vô thiên lại có chủ ý với tổ phù của mình nhưng lâm động sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy cho dù giả thân cũng sẽ không để cho đối phương thực hiện được à muốn tổ phù trên người ta đó chính là xem thực lực của ngươi sắc mặt lâm động cực kỳ lạnh như băng sau đó hai tay lại kết ấn năng lượng của chính đạo tổ phù tàn bát ra năng lượng dao động đáng sợ lan tràn ra nghịch chuyển đại càn khôn vừa nói xong hai tay lâm động khép lại chín đạo tổ phù đầu nhập vào không gian giữa hai tay, ở nơi đó lại hình thành một mảnh tinh không thế giới, chín đạo thuộc tính tổ phù lực lượng ở trong đó hoàn mỹ hội tụ dung hợp, nhất thời tản mát ra uy năng đáng sợ, mà Vương Vô Thiên cũng cảm nhận được chiêu này của Lâm Động hẳn là át chủ bài mạnh nhất của hắn, lực lượng ẩn chứa trong đó có thể dễ dàng đánh bại một vị chuẩn thần, nhưng Vương Vô Thiên lại không có ý sợ hãi, bởi vì dù sao hắn cũng là một vị thần nhập vào thần liệt, thần thứ ba, cho nên thực lực của hắn sớm đã vượt qua cấp bậc chúa tể đỉnh phong, lực lượng của thần không biết những chiêu thức này có thể đối kháng có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể dãy dỗ tới khi nào. Nói xong, Vương Vô Thiên thần lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành lưỡi dao, ở trên lưỡi dao, bộc phát ra vô cùng đáng sợ thứ ba danh sách thần lực, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong lỗ tai Vương Vô Thiên, sau đó hai tòa pháp thân nguyên thủy cao lớn vạn trượng, một quyền một trường, hung hăng đánh ra, lực lượng nguyên thủy đáng sợ trực tiếp là xuyên thủng hư không, đối với phương vị của Vương Vô Thiên đánh úp lại, nhìn hai bên phương vị đáng sợ thế công đối với mình cấp tốc đánh úp lại, Vương Vô Thiên hai mắt hơi hơi nhắm lại, sau đó duỗi ra hai tay của mình, một đạo thần thánh quang hoàn xuất hiện ở trên thân thể của mình, xa xa nhìn lại, giống như là siêu việt thế gian vạn vật thần, không đúng, hắn chính là một vị thần, thần lực, diệt vạn vật, một đạo nhẹ nhàng lầm bẩm từ trong miệng vương vô thiên vang lên, trong nháy mắt trên quang hoàn thần thánh có vô số hạt nhỏ từ từ bay lên, mỗi một hạt trong đó coi như là nhân loại, ở trước mặt thần cực kỳ nhỏ bé vô cùng, cho nên cho dù lâm động cùng mục trần cường đại, đối với một vị thần mà nói, vẫn là hai hạt rất nhỏ không lọt vào mắt trong ánh mắt kinh hãi của mọi người công kích cường đại trên không đã oanh kích vào bàn tay trái phải của vương vô thiên ầm ầm lại là hai đạo đáng sợ bạo phá thanh âm lấy vương vô thiên bàn tay làm trung tâm cường đại sóng năng lượng trực tiếp hóa thành gợn sóng ba động hướng bốn phía không ngừng khuếch tán ngay cả đại địa đều đang kịch liệt chiến đấu không gian từng tầng từng tầng sụp đổ hai vị chúa tể đỉnh phong lực lượng đối kháng một vị thần cuối cùng kết cục như thế nào hơn nữa sau khi lâm động và mục trần thi triển ra một kích cuối cùng cũng không bị thần lực của đối phương phá hủy trong nháy mắt hơn nữa còn có năng lượng cường đại để đối kháng không ngừng xung kích trên chân trời một đạo lại một đạo tiếng vang thật lớn cùng với một vòng lại một vòng gợn sóng chấn động không ngừng bộc phát ra ở phía dưới mọi người xem ra đây sẽ là cổ nguyên thiên trận chiến cuối cùng thắng hay bại mấu chốt các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua quyết định chúng ta các đại chư thiên và tiên thiên thần tộc một kích cuối cùng thắng hay bại lý ảnh cùng ám lệnh mạnh nhất các đại chư thiên đội ngũ đệ nhất nhân cũng cảm nhận được trên bầu trời cực hạn lực lượng đối liều lâm động đội trưởng cố lên mục trần đội trưởng cố lên dần dần vô số người tiếng hò hét bắt đầu vang vọng cùng nguyên thiên bên trong chỗ kia không gian quang mang sớm đã bao phủ lầm động mục trần cùng với vương vu thiên thân thể băng vào mắt thường là cơ bản không nhìn thấy trong đó hình ảnh tại kịch liệt đối liều hạ tất cả mọi người không biết tại chỗ kia hố sâu đáy cùng tiêu viêm ngón tay hơi khẽ động rất hiển nhiên hắn bị vương vô thiên kia một đạo cường đại thế công đánh trúng toàn thân bị trọng thương cùng với xương cốt đều là dã rời một cỗ vô cùng đau đớn cảm giác chuyển khắp toàn thân ta đây là đã chết sao tiêu viêm miễn cưỡng nạn ra mấy chữ nhưng là hai mắt như cũ là nhắm lại có lẽ đây là từ trong ý thức của hắn truyền ra thanh âm hình ảnh vừa truyền thân thể tiêu viêm lại xuất hiện trong một không gian sinh cơ bừng bừng có lẽ là trong không gian này có năng lượng đặc thù bắt đầu hướng về thân thể tiêu viêm hội tụ mà đến sau đó không ngừng tiến vào trong cơ thể tiêu viêm sau khi cỗ năng lượng đặc thù này tiến vào trong cơ thể xương cốt và thương thế của tiêu viêm cũng bắt đầu dần dần khép lại không biết qua bao lâu trong cơ thể tiêu viêm truyền đến cảm giác vô cùng thoải mái chính là loại cảm giác này làm cho tiêu viêm buồn ngủ từ trong mỏi mệt tỉnh táo lại chợt chậm rãi mở hai mắt ra chính mình nằm thẳng trên một ngọn núi vừa mở mắt chính là nhìn thấy bầu trời vô biên vô hạn trời xanh mây trắng trên cành cây còn có tiếng chim hót hí hí và các loài động vật khác cũng vậy sống trong thế giới an nhàn này đó là ước mơ của tất cả mọi người đầu óc suy nghĩ xoay chuyển một lát sau tiêu viêm cũng là phục hồi tinh thần lại hắn sờ sờ thân thể của mình để cho hắn chấn động kinh chính là tất cả thương thế vừa rồi của hắn lại có khép lại hơn nữa ngay cả tự thân nguyên khí cũng là cực kỳ dư thừa ta vừa rồi không phải bị vương vô thiên công kích làm trọng thương sao tiêu viêm lập tức đứng dậy đem thân thể của mình kiểm tra một lần sau đó cũng lặng lẽ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể trải qua một loạt kiểm tra thao tác sau đó càng làm cho tiêu viêm càng thêm tin tưởng thương thế của hắn cùng nguyên khí đều là khôi phục lại tiêu viêm bước đi nhìn không gian này xa xa nhìn lại phong cảnh kia quả thực quá đồ sộ tỉnh rồi nhưng vào lúc này một đạo thanh âm già nua từ phía sau tiêu viêm truyền đến tiêu viêm cũng lập tức xoay người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc phần lão nhìn thấy tiêu viêm đã hoàn toàn khôi phục lại sắc mặt phần lão cũng khẽ mỉm cười nói tiêu viêm thế nào thương thế cũng khôi phục không nhiều lắm nghe vậy tiêu viêm có chút giật mình chẳng lẽ thương thế của ta là phần lão giúp ta khôi phục phần lão đi tới một bên tiêu viêm sờ tròm dâu của mình thì thào nói đương nhiên không phải ta mà là phần quyết trong cơ thể ngươi phần quyết trong cơ thể ta tiêu viêm vẻ mặt mơ hồ phần quyết còn có tác dụng chữa thương đây thật đúng là lần đầu tiên nghe nói nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tiêu viêm phần lão liền giải thích chuẩn xác mà nói cũng không phải bản thân phần quyết có thể làm cho thương thế của ngươi phục hồi như cũ mà là phần thần lực trong cơ thể ngươi vừa mới bảo trụ chỗ yếu hại của ngươi bằng không ngươi dưới một kích của một vị thần kia đã sớm ngã xuống phần thần lực sao tiêu viêm cũng là âm thầm lẩm bẩm nói bất quá nhớ tới thế công vừa rồi của vương vô thiên đều là chính mạng phần thần lực có thể bảo trụ chỗ yếu hại của mình thật đúng là làm tiêu viêm cảm thấy phần quyết này càng ngày càng thú vị chính là phần thần lực bảo vệ chỗ yếu hại của ngươi sau đó ta triệu hoán ý thức của ngươi vào trong phần quyết không gian mới có thể làm cho năng lượng đặc thù của ngươi trong phần quyết không gian phối hợp với phần thần lực trong cơ thể ngươi mới làm cho trọng thương ban đầu của ngươi khôi phục lại ta cũng là hao hết một ít tâm tư để cho ngươi nhanh hơn khôi phục thời gian bởi vì dường như của nguyên thiên trong sự tình còn không có giải quyết hơn nữa kia vương vô thiên đã thành thần tu vi không có đạt tới cùng hắn giống nhau thần trích cảnh cơ bản không có khả năng sẽ thắng hơn nữa ngươi cái kia hai vị tu luyện tổ phủ cùng nguyên thủy pháp thân chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu phần lão nói xong ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên đích xác một vị thần cũng không phải là tồn tại mà những chúa tể như bọn họ có thể chống lại giống như năm đó khi mình ở đấu khí đại lục sau khi hồn thiên đế thành đế ngay cả cổ nguyên của cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cùng với trúc khôn của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ một ngón tay của hồn thiên đế hơn nữa một người liền có thể đem toàn bộ trung châu lâm vào trong nước sôi lửa bỏng nếu không là tiêu viêm ở thời điểm cuối cùng tấn thăng đấu đế chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ bị hồn thiên đế thống trị đây chính là tranh lệch giữa đấu thánh và đấu đế cũng giống như chúa tể cảnh và thần trích cảnh thậm chí thần trích cảnh càng thêm thần thánh và khủng bố dù sao thần trích cảnh chính là luật xác lớn từ người biến thành thần lâm huynh cùng mục trần đều chống không lại vương vô thiên sao cần lực lượng của thần mới có thể chống lại hôm nay ta vẫn chỉ là tu vi chúa tể đỉnh phong mạnh nhất cho dù ta đang thi triển thần hòa hòa liên chỉ sợ đối phương đã có phòng bị cho nên thi triển chiêu thức tương tự khẳng định không được ngón tay tiêu viêm đặt ở cằm của mình vừa tự hỏi vừa lầm bầm trong miệng sau một khắc tiêu viêm lại là nhìn về phía phần lão trong mắt tản mát ra một tê tinh mang nói phần lão hiện tại ta không có đạt tới thần trích cảnh, căn bản không cách nào đánh bại thành thần sau vương vô thiên, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là cần người trợ giúp. Sau đó nhàn nhạt, nhạt cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, ý nghĩ thật sự là không tệ, gặp phải khốn cảnh mới tìm ta ra tay tiêu viêm xấu hổ cười cười, còn quả thật chỉ có gặp được một ít chuyện thời điểm, mới có thể tìm phần lão, dưới tình huống bình thường cũng đều là phần lão tìm chính mình, khụ khụ. Phần lão này, tiêu viêm ho nhẹ hai tiếng thì thào, ha ha, chỉ là thứ ba danh sách thần mà thôi, không cần ta ra tay, chính người cũng có thể giải quyết xong phần lão lời này vừa nói ra, trực tiếp để cho tiêu viêm có chút nghi hoặc chính mình có thể giải quyết. Phần lão, người cũng đừng nói giỡn, coi như là thi triển thần lừa giận liên, cũng không nhất định có thể chiến thắng vương vô thiên có phòng bị. Tiêu viêm vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng lẽ phần lão không muốn trợ giúp mình, mới nói những lời này, người chẳng lẽ quên, chính người tu luyện một đạo thần kỹ, phần thần quyết sao, phần lão làm như thấy tiêu viêm thật đúng là không nhớ ra, liền nhắc nhở, lúc này, nghe phần lão nói như vậy, ánh mắt tiêu viêm sáng lên, sau đó kinh hô, phần lão nói chính là quyết định thứ ba của phần thần quyết phần lão không phủ nhận gật đầu nghiêm mặt nói đúng vậy tiêu viêm bừng tỉnh đại ngộ vẫn có chút không thể tin được bởi vì trước đây hắn cũng nghĩ tới nếu mình thúc giục quyết định thứ ba của phần thần hẳn là có thể đánh bại vương vô thiên nhưng chương này tiêu viêm chưa từng thi triển qua không biết có thể đối kháng với một vị thần hay không các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio truyện đông hua cũng đích thật là lĩnh ngộ một tiêu huyền bí của phần thần quyết thứ ba bất quá đối với bản thân tiêu viêm mà nói vẫn có chút không nắm chắc dù sao quyết thứ ba cho hắn cảm giác vẫn là bộ dáng không nắm chắc, cho dù mình tu luyện cùng lĩnh ngộ thiên phú thật tốt, nhưng là đối với phần thần quyết thứ ba bên trong huyền bí, vẫn là không có trăm phần trăm nắm chắc, quyết thứ ba thật sự có thể đánh bại một gã thần trích. Tiêu viêm thừa hỏi, không chỉ có thể đánh bại, thậm chí có thể đánh chết một gã đệ tam danh tự thần, đây chính là chỗ thâm ảo của phần thần đệ tam quyết. Tiêu viêm nhìn thấy phần lão đều khẳng định như vậy, như vậy tiêu viêm cũng không kéo dài, dù sao tình hình chiến đấu bên ngoài thập phần không lạc quan nếu như mình lúc này không đi ra ngoài trợ giúp lâm động cùng mục trần bọn họ như vậy đến lúc đó toàn bộ nhân mã các đại chư thiên đều giận ngã xuống dưới tay vương vô thiên như vậy kế hoạch của tiên thiên thần tộc sẽ hoàn toàn thành công đến lúc đó mới là ác mộng của thiên nguyên giới nếu để tiên thiên thần của tiên thiên thần trùng kích đệ nhất danh sách thần như vậy cho dù tiêu viêm thi chuyển phần thần quyết thứ ba cũng không thể là đối thủ của hắn dù sao thứ nhất danh sách thần chính là có thể so với tổ long tồn tại mà tổ long lực lượng chính là thiên nguyên giới mạnh nhất tồn tại nếu phần lão cường già bực này đều nói như vậy tiêu viêm cũng không có nửa điểm nghi ngờ trước đây thời điểm tu luyện quyết thứ ba đối kháng một vị chuẩn thần cơ bản không có vấn đề, mà hôm nay từ trong miệng phần lão biết được, đối kháng một vị thần đều không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí có thể đánh chết, chắc thức này làm cho Tiêu Viêm có chút khó có thể tin. Nhìn mặt Tiêu Viêm một chút, phần lão lần nữa lên tiếng nhắc nhở, bất quá lấy thực lực trước mắt của ngươi cùng lĩnh ngộ quyết thứ ba, ngươi chỉ có thể đối kháng giết một gã thứ ba danh sách thần, nếu như đối mặt thứ hai danh sách thần, như vậy liền muốn chạy trốn đi, nhưng là ngay sau ngươi tìm được thần linh vật ở trong cơ thể mình trồng xuống thần cốt đem nguyễn hư thần hòa luyện hóa hấp thu sau ngươi liền có thể bước vào cái kia thành thần chi lộ, đưa vào thần liệt, trở thành thần trích. Hơn nữa, ngươi sẽ lại lần nữa lĩnh ngộ phần thần quyết thứ ba lực lượng, đem thần hỏa hỏa bản nguyên rót vào trong đó, là có thể thu được phần thần lực của phần thần cửu hỏa một trong số đó mà ngươi trước mắt ngay cả phần thần lực của phần thần nhất hỏa cũng không có, liền có thể đánh chết một vị thứ ba danh sách thần. Thực lực của tiêu viêm vẫn chỉ là chúa tể trung kỳ mạnh nhất, nhưng sau khi thúc giục phần thần quyết thứ ba, liền có thể đối kháng một gã chuẩn thần. Mà hôm nay, tu vi của mình đã đạt tới mạnh nhất chúa tể đỉnh phong, tại thì triển phần thần quyết thứ ba tự nhiên là có thể đánh bại một vị thứ ba danh sách thần phần thần quyết này không hổ là một đạo thần kỹ quả thực quá lợi hại ta hiểu rồi như vậy hiện tại ta liền thúc giục quyết định thứ ba của phần thần quyết phần thần cử hỏa nói xong tiêu viêm ngồi xếp bằng trong mắt bắn ra một tia quang mang trượt hai mắt của hắn dần dần khép lại một đạo lực lượng kỳ lạ bắt đầu ở trong cơ thể của mình tùy ý bộ vị du tàu sau đó theo cỗ này phần thần lực thúc giục trong cơ thể nguyên khí đều là trở nên càng thêm tinh xảo không biết qua bao lâu trong biển mây trong linh hải của tiêu viêm dường như có một vầng mặt trời lớn chậm rãi dâng lên chiếu sáng vạn dặm mà nơi ánh sáng đi qua đều là bị tinh lọc sau đó hai tay khép lại một đạo xa lạ màu vàng quang ảnh bắt đầu dần dần biến ảo đi ra sau khi đạo quang ảnh màu vàng này xuất hiện lại lấy tư thái vô cùng quỷ dị biến hóa lần nữa tốc độ quang ảnh biến hóa cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành vô số đạo thần quang màu vàng bay tán loạn mà trong nháy mắt vô số đạo thần quang ngại dung hợp cùng một chỗ ong toàn bộ linh hải bên trong đều là trở nên sôi trào lên chợt tàn mát ra một vòng kim quang kim quang dần dần trở nên mãnh liệt, trong đó một vòng quang ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, không gian linh hải cũng bắt đầu chấn động vô cùng, ánh mắt Tiêu Viêm sáng quắc nhìn chằm chằm quang ảnh càng ngày càng rõ ràng kia, mà quang ảnh này là một tòa quang ảnh pho tượng, năng lượng trong quang ảnh pho tượng này phát ra, phi thường thần thánh, cỗ lực lượng này quả thực mạnh đến thái quá. Tiêu Viêm trực tiếp vươn bàn tay ra, chạm vào quang ảnh pho tượng này, trên quang ảnh pho tượng làm như có ánh sáng cửu hỏa phản xạ ra, một loại cảm giác huyền diệu không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tràn ngập ra, Tiêu viêm cũng loáng thoáng từ trong quang ảnh pho tượng này cảm giác được có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, lực lượng này chính là thần lực vô thượng, vô thượng thần lực có thể xuyên thủng hủy diệt hết thảy vật chất cùng sinh linh, cho dù gặp phải thần chỉ cũng sẽ ngã xuống dưới vô thượng thần lực, nhưng muốn phát huy ra thần lực vô thượng này nhất định phải tu luyện phần thần cử hỏa đến mức tận cùng, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy toàn bộ lực lượng của phần thần cử hỏa. Nếu phần thần cử hỏa cùng xuất hiện, liền có thể có được thần lực vô thượng không cách nào hình dung, trong nháy mắt liền có thể dễ dàng hủy diệt vạn vật trên thế gian cảm nhận được thần lực vô thượng đáng sợ đến cực điểm như vậy, trong lòng tiêu viêm cực kỳ chấn động, phần thần cử hỏa này quả nhiên thần bí vô cùng, chỉ lĩnh ngộ một phần trong đó, chính là có lực lượng cực kỳ cường đại ở trong cơ thể mình bắt đầu dần dần tàn mát ra, khóe miệng tiêu viêm lộ ra nụ cười không che giấu được, có uy lực của phần thần cử hỏa, cho dù là vương vô thiên sau khi thành thần cũng phải chết trong tay mình, mà khi tiêu viêm mở hai mắt ra lúc, phát hiện quang ảnh pho tượng bên trong phần thần lực đã lan tràn tới tiêu viêm toàn thân. Cùng lúc đó, cổ nguyên thiên có vị thần vương vô thiên này tồn tại, vừa rồi lâm động cùng mục trần cho dù át chủ bài ra vào cũng không thể chiếm thượng phong ầm ầm trên bầu trời lại truyền đến hai đạo bạo phá phong thanh vang lên sau đó đáng sợ năng lượng sóng xung kích trực tiếp hướng phía dưới đánh tới biến hóa bất tình lình này khiến cho phía dưới còn đang kịch liệt đối kháng chiến đấu chúng cường giả biến sắc bởi vì một khi bị đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền tán là mạnh nhất chỗ tề đỉnh phong cường giả đứng đầu cũng phải tránh mũi nhọn ầm 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 mấy đạo sóng xung kích năng lượng bắt đầu oanh kích vào trong đám người từng tiếng gió lốc năng lượng khổng lồ trong nháy mắt thổi quét ra trong đó có không ít cường giả các đại chư thiên đã bị mấy đạo sóng xung kích năng lượng này làm trọng thương thậm chí có một ít vẫn lạc tại chỗ theo sóng xung kích năng lượng càng ngày càng nhiều hướng phía dưới nện xuống trên bầu trời ngược bắn ra hai đạo thân ảnh cấp tốc hạ xuống phía dưới bùm bùm sau khi hai thân ảnh rơi xuống mặt đất hai thân ảnh này chính là lâm động và mục trần khi thân ảnh lâm động mục trần bị đánh rơi trong lòng các đại chư thiên cường giả đều trầm xuống bởi vì tin hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng bị dập tắt chẳng lẽ vận khí của các đại chúng ta đã kết thúc một số cường giả đã lộ ra vẻ tuyệt vọng nếu như lâm động và mục trần hai vị đều thất bại như vậy hiện tại sẽ không có ai có thể chân chính chống lại vương vô thiên các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hoa tuy rằng thực lực của lý ảnh và ám lệnh đã đạt tới đại viên mãn chúa tể đỉnh cao nhất tu vi đều cao hơn tiêu viêm lâm động mục trần nhưng là bộc phát ra lực lượng quả thật không có cường đại bằng ba người bọn họ sau khi trải qua cùng tiên thiên thần tộc và vị cổ thánh đối chiến mặc dù chiếm lấy một ít thượng phong bất quá đối phương cũng đồng dạng có một ít cường đại bí pháp. Ha ha ha, các ngươi các đại chư thiên ba đạo ánh sáng hy vọng, toàn bộ tan vỡ, các ngươi liền chờ chết đi lúc này. Một vị cổ thánh ngửa mặt lên trời cười ha ha, tuy rằng trên người hắn có thương thế, nhưng là những thương thế này đối với hắn không đáng nhắc đến, chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch của Ngô Thần, cho dù hy sinh cũng nguyện ý. Nhưng mà còn không có thể cổ thánh đắc ý thật lâu, một đạo đáng sợ phá phong thanh đã đến lồng ngực của hắn. Bùm, phụt, một quyền cường đại trực tiếp đánh vào trên ngực trái của vị cổ thánh này, mà ngực trực tiếp bị đánh ra lọng xuống, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, sau đó thân ảnh trực tiếp va chạm vào vách núi, khí tức trong nháy mắt hiếp lại, sinh tử chưa biết. Nói nhảm thật nhiều, ám lệnh ra tay, trực tiếp khiến vị cổ thánh này mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy ám thiên tộc này ám lệnh đội trưởng ra tay như thế, cường giả khác thì là hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn họ lại đánh chết một vị cổ thánh. Những cổ thánh này thực lực cơ bản đều là mạnh nhất chúa tể đỉnh phong cấp độ, muốn đem đánh chết cũng là phi thường khó khăn, nhưng là ý ảnh cùng ám lệnh hai vị đỉnh phong cường giả thế công dưới, không ít cổ thánh cũng chết ở hai người bọn họ trong tay, mà tiên thiên thần tộc bên này nhìn thấy lại một cái cổ thánh ngã xuống, càng là mặt lộ vẻ âm trầm, trong cơ thể bọn họ nguyên khí lần nữa bộc phát ra, chuẩn bị đối với lý ảnh cùng ám lệnh ra tay. chỉ cần diệt trừ hai cường giả còn sót lại này, giống như con kiến, lúc nào cũng có thể bóc chết. ngay khi cổ thánh công kích, trên bầu trời truyền đến thanh âm của vương vô thiên. các ngươi đều lui ra đi, võ tổ cùng mục chủ đã chiến bại. kế tiếp những con kiến này liền giao cho ta đến giải quyết nhìn thấy đệ tam thần tiên thiên thần tộc lên tiếng những cổ thánh này cũng cười âm trầm xem ra vương vô thiên đã hoàn toàn đánh bại hai người khó chơi của lâm động mục trần chỉ cần vương vô thiên ra tay những cường giả chúa tề cảnh này bao gồm cả cường giả đứng đầu đều là con kiến hôi không chịu nổi một kích lý ảnh ám lệnh tử kỳ của các ngươi đã đến đặc biệt là ám lệnh ám thiên tộc các ngươi cũng dám phản bội chúng ta đã như vậy để cho đệ tam thần đến đem các ngươi gạt bỏ đi mà vương vô thiên thì là khoanh tay mà đứng đôi mắt càn quét phía dưới một đám người ngựa lầm bẩm nói các người đều cho bồn thần biến mất đi. Lúc này, một đạo khí tức thần thánh trực tiếp đối với bọn họ bao phủ xuống, ngay cả không khí đều bị bốc hơi giống nhau. Cảm nhận được Vương Vô Thiên đã hạ sát thủ với bọn họ, cũng không có một tia lưu tình, thần lực thứ ba đáng sợ kia trực tiếp xuyên thủng hư không, sau một khắc, liền giáng lâm tới đỉnh đầu các đại chư thiên cường giả này. Uy áp khủng bố trực tiếp đem thân thể của bọn họ chặt chẽ khóa lại, làm cho không cách nào nhúc nhích, đây chính là thần chi uy áp. Đáng giận, dĩ nhiên chúng ta cùng hắn tranh lệch lớn như vậy, thân thể của ta dĩ nhiên không tự chủ được đang run rẩy lý ảnh cùng ám lệnh làm mạnh nhất chúa tể đỉnh cao cường giả cũng là vị cỗ đáng sợ này uy áp vững vàng khóa lại đến bây giờ bọn họ mới biết được nguyên lai like, lúc trước tiêu viêm lâm động mục trần ba người cùng hắn đối chiến lâu như vậy mặc dù không có đem đánh bại cũng đủ để chứng minh ba người bọn họ đã vượt qua lý ảnh cùng ám lệnh hai người cường đại tồn tại mà bọn họ thân là cường giả chúa tể cảnh đỉnh phong nhưng so với ba người tiêu viêm lâm động mục trần tranh lệch vẫn là rất nhiều dù sao người sau có thể lấy tu vi chúa tể đỉnh phong mạnh nhất đối kháng lực lượng một vị thần. Nếu dựa theo lực phá hoại thực chiến, ba người tiêu viêm lâm động mục trần e rằng lực phá hoại có thể so với trần thần cường giả. Chúng ta thật sự sẽ thua sao? Rõ ràng tổ khí chủ mạch ngay tại trước mắt bọn hắn, nhưng là lại không cách nào đoạt được. Hơn nữa bọn hắn những người này đều sẽ vẫn là ở đây. Đây là cỡ nào chuyện tuyệt vọng a? À, vương vô thiên cái kia cường đại thứ ba dãy thần lực, hết thảy đem bọn họ bao phủ ở bên trong, làm bọn họ muốn phản kháng tư cách đều không có. Cứ như vậy chờ mắt bị đối phương đánh chết. Bất quá ngay tại các đại chư thiên chúng nhiều nhân mã đều cảm thấy chuyện này đã thành kết cục đã định thời điểm, hai đạo lực lượng đáng sợ từ hai chỗ hố lớn phía dưới ầm ầm vọt ra. Ầm ầm. Trong đó chính là lực lượng tổ phủ cùng lực lượng pháp thân nguyên thủy, cảm nhận được dao động quen thuộc này, mọi người nhất thời cả kinh, trong lòng có chút vui mừng, bởi vì hai đạo năng lượng chấn động này chính là Lâm động và Mục Trần vừa mới bị thua. Quả nhiên, hai đạo quang mang từ trong hố lớn phóng lên cao, cực kỳ chói mắt, sau khi quang mang tản đi, hai đạo thân ảnh quần áo rách giới thì lơ lửng trên không trung lại lộ ra cánh tay cùng trên ngực có nhiều đạo thương thế xem ra cùng vương vô thiên trong chiến đấu hai người bọn họ cũng bị không ít thương tổn thật sự là hai con sâu trăm chân a vậy mà bị lực lượng thần của ta chính giữa cũng không thể đem các ngươi gạt bỏ xem ra không thể để cho các ngươi trưởng thành lên nếu không ngày sau vương vô thiên ta thật đúng là thua ở trong tay các ngươi thần lực diệt vạn vật lại là một đòn tấn công đáng sợ của thần trực tiếp xông thẳng vào hai người lâm động và mục trần trên thân thể vương vô thiên có hào quang vây quanh toàn thân cỗ khí tức của thần trong nháy mắt tràn ngập phía chân trời. Hai người Lâm Động Mục Trần thấy vậy ánh mắt cũng ngưng tụ, đạo công kích này, bọn họ cũng không dám cam đoan có thể tiếp được, bởi vì bọn họ vừa mới chiến đấu, nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa còn có thương thế trong người, tổng thể mà nói, bọn họ vô cùng bị động. Mục Trần, ta và ngươi chỉ có thể liều chết. Lâm Động hít sâu một hơi, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Mục Trần. Lâm Động huynh, cũng chỉ có thể như thế thôi. Chợt, hai người bọn họ cũng không có nói nhảm, trực tiếp thôi động trong cơ thể chỗ còn lại nguyên khí, sau đó lại bọn họ cặp kia chuẩn bị hy sinh ánh mắt dưới một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp tại trong cơ thể bọn họ điên cuồng tăng vọt lên hơn nữa so với thời kỳ toàn thịnh của bọn họ càng mạnh hơn đây là bởi vì bọn họ lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh lực đến tăng lên lực lượng của mình hy vọng có thể đem đạo thần này thế công ngăn cản mà xuống đem đối phương cởi một tầng ra xuống sau khi thiêu đốt sinh mệnh lực lực lượng của lâm động và mục trần trực tiếp đạt tới độ cao trước nay chưa từng có sau đó cửu đạo tổ phủ quanh thân tản mát ra lực lượng quỷ dị không hiểu một mảnh thế giới tinh không hiện lên giữa hai tay lâm động năng lượng ba động tàn mát trong tinh không đủ để hủy diệt hết thảy uy năng nghịch chuyển đại căn khôn sau khi lâm động thi triển lực lượng mạnh nhất mục trần cũng thi triển ra ngũ tổ hóa ma hoàn của thái sơ thế giới thể cùng với vạn vật sinh hóa thân trực tiếp đánh tới đạo thần lực của vương vô thiên các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua lâm động và mục trần nói xong lực mạnh nhất va chạm với lực lượng thần thánh ầm ầm năng lượng khủng bố đến cực hạn từ chỗ va chạm một đạo quang mang cực kỳ chói mắt trong nháy mắt cấp tốc khuếch tán ra bốn phía lúc này chiêu thức của lâm động và mục trần càng cường đại đáng sợ hơn so với lúc trước đây chính là chỗ khủng bố sau khi thiêu đốt sinh mệnh lực không đủ cái giá chính là hy sinh cho nên cho dù có thể đánh bại đối phương bọn họ cũng sẽ vẫn lạc một chiêu này cũng là vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể thi triển mà mọi người phía dưới cũng biết đây là lực lượng thiêu đốt sinh mệnh lực của lâm động và mục trần nghĩ tới đây trong lòng bọn họ cũng cảm thấy chấn động và cung kính không nghĩ tới cuối cùng hy sinh vì bảo vệ mọi người dĩ nhiên là hạ đẳng cấp thế giới tới lâm động cùng mục trần nhìn đến hình ảnh này thân là thiên nguyên giới bọn họ cũng là tự nhận không có chính mình không có đại nghĩa như vậy đồng thời làm cho bọn họ mặc cảm lâm động huynh và mục trần huynh lại lựa chọn hy sinh để chống lại vương vô thiên ánh mắt lý ảnh lúc này lộ ra vẻ cung kính đội trưởng lâm động mục trần đội trưởng lúc này lại có rất nhiều người bắt đầu lên tiếng có vài người trong mắt tràn đầy nước mắt có vài người thì cố nén khó chịu trong lòng nước mắt cũng đã đảo quanh hốc mắt mà những người này đại bộ phận đều là lúc ấy đi theo lâm động đội trưởng cùng mục trần đội trưởng ngũ hành thiên một tám người cùng với càn khôn thiên một tám người không chỉ bao gồm bọn họ, ngay cả đội ngũ nhân mã chư thiên cũng lộ ra vẻ khẳng khái và cung kính. Tiên thiên thần tộc cổ thánh nhóm nhìn một màn này cũng là khóe miệng hơi co rút, lạnh lùng nói, thật sự là vĩ đại a. À, nếu lựa chọn hy sinh đến tăng lên lực lượng, bất quá cho rằng như vậy liền có thể đánh bại chúng ta để tam thần sao. Mà vương vô thiên trên mặt cũng là đồng dạng như thế, chính mình chính là một vị thần, làm sao có thể sẽ bị hai vị chúa tể đình phong nhân loại cho đánh bại đây. Sau đó thân thể trực tiếp bay lên cao hơn phía chân trời, túc sát chỉ ý tăng vọt, trầm thấp một tiếng chết đi vương vô thiên một tiếng lạnh lùng hai tay lần nữa kết ấn sau đó một trường đánh ra hai đạo trưởng ảnh thật lớn trực tiếp sạch qua hư không hướng phía dưới đại địa chạy như bay mà đến đây là muốn trực tiếp đem lâm động cùng mục trần đánh chết sau đó thuận tiện trực tiếp giải quyết các đại chư thiên nhân mạng phía dưới vốn bằng vào thư đốt sinh mệnh lực tăng lên lực lượng có thể đối kháng đợt tấn công thứ nhất của vương vô thiên không nghĩ tới hắn lại phát động đợt tấn công thứ hai đối với lâm động cùng mục trần hơn nữa cảm nhận được lực lượng thần chi tản mát ra từ cự trường càng thêm khủng bố trong lòng lâm động và mục trần đã biết bọn họ không thể tiếp nhận đợt tấn công thứ hai này hơn nữa vương vô thiên muốn mượn chiêu này thuận tay rất dê trực tiếp nhất cử lưỡng tiện thật sự là tàn nhẫn a à. nhưng lâm động và mục trần vẫn không sợ hãi đã như vậy thì lấy thân thể ngăn cản thế công khủng bố của chủ nhân đi sau lưng lâm động và mục trần xuất hiện hư ảnh khổng lồ hư ảnh này không khác gì lâm động và mục trần bọn họ muốn lúc này tất cả mọi người của các đại trừ thiên đều phát hiện lâm động và mục trần muốn lấy thân thể của mình để ngăn cản một trường hủy diệt của vương vô thiên Tiên thiên thần tộc cổ thánh cùng với vương vô thiên mặt lộ vẻ đắc ý. Lần này xem các người còn có thể có chiêu thức gì có thể ngăn cản. Cho dù hai người các người lấy thần thể ngăn cản chiêu này của ta cũng không cách nào để cho ta thay đổi ý nghĩ đánh chết tất cả các người. Các người đây là không sợ giấy ruộng. Ha ha ha! Một tiếng cười điên cuồng vang lên trên không. Lâm động và mục trần tâm ý đã quyết. Cho dù không thể hoàn toàn bảo vệ những người phía dưới, nhưng ít nhất có thể làm cho một số người chạy trốn. Các người đi mau. Có thể chạy bao nhiêu người liền chạy bấy nhiêu người. Lâm động cùng mục trần thanh âm bắt đầu trở nên khàn khàn bởi vì bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh lực đã đạt tới cực hạn. Mà mọi người phía dưới lúc này, nào có người muốn chạy trốn, Lâm Động Mục Trần liều mạng bảo vệ bọn họ, bọn họ không có khả năng chạy trốn, là sinh linh thiên nguyên giới, làm sao có thể mắt chó thở tàn. Vương Vô Thiên thanh âm truyền vào mỗi người lỗ tai, khủng bố thần chi uy áp lần nữa gia tăng lực lượng trong đó, trực tiếp lệnh một ít thực lực yếu chủ thể cường giả, nháy mắt hai chân quỳ xuống đất, lệnh bọn hắn hô hấp đều là cực kỳ khó khăn. Các đại chư thiên cường giả đồng loạt lên tiếng, trên trán có gân xanh nổi lên, đình thần chi uy áp cũng muốn bước ra phía trước, cho dù chết cũng là dũng cảm chết. Thú vị a, à, các ngươi đã muốn sớm chịu chết như vậy bổn thần liền thành toàn cho các ngươi. Hai trường ảnh khổng lồ trên bầu trời đánh thẳng vào thân thể Lâm Động và Mục Trần, mọi người mở to hai mắt, bởi vì bọn họ biết cho dù Lâm Động Mục Trần lấy thân thể ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ ở trong đó xoay người nát xương, như vậy kế tiếp bọn họ cũng không có cơ hội sinh tồn. Nhưng mà vào lúc này, ai cũng không biết, dưới đáy hố sâu của Tiêu Viêm, có lực lượng huyền diệu màu vàng bắn về phía Lâm Động và Mục Trần, bao gồm cả thân thể của hai người, mà hai trường ảnh khổng lồ trực tiếp va chạm với lực lượng huyền diệu màu vàng này. Buông. Nhưng mà một màn kế tiếp làm tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ, bởi vì kia khủng bố vô cùng hai đạo trưởng ảnh thế công chẳng những không có rơi xuống, ngược lại lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái cho thoải mái hóa giải. Một màn bất thình lình này làm cho những cổ thánh và vương vô thiên của tiên thiên thần tộc đều hơi kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Theo sóng năng lượng tàn đi, mọi người thấy rõ ràng, lúc này, thân thể lâm động mục trần vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa khí tức thiều đốt sinh mạnh lực trên người bọn họ cũng theo đó biến mất không thấy chỉ có ở chung quanh bọn họ xuất hiện một đạo bình chướng năng lượng màu vàng cuối cùng những bình chướng năng lượng màu vàng này hóa thành một đạo hào quang màu vàng cực độ trói mắt dần dần một đạo hào quang giống như hình người đang không ngừng hội tụ trên đó không đến trong nháy mắt một đạo thân ảnh làm tất cả mọi người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ mà đạo thân ảnh này xuất hiện càng làm cho tiên thiên thần tộc vương vô thiên mặt lộ vẻ không dám tin thậm chí còn có chút kinh hãi viêm đế cái này viêm đế vậy mà không chết hương vô thiên phía sau những cái kia cổ thánh các thần sắc trở nên dị thường phức tạp trước đây tiêu viêm rõ ràng bị bọn hán đệ tam thần đánh chết làm sao có thể còn xuất hiện ở chỗ này đó là tiêu viêm tổng chỉ huy trong đám người phía dưới một vị cường giả sau khi phản ứng lại là người đầu tiên kinh hô thật sự là tiêu viêm tổng chỉ huy ha 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 tiêu viêm tổng chỉ huy không chết ngay sau đó một đạo tiếp theo một đạo tiếng kinh hô truyền ra ngay cả những kia chúa tể cảnh đỉnh cấp cường giả cũng là mặt lộ vẻ chấn động bất quá càng nhiều chính là kinh hỉ tiêu viêm huynh quả nhiên bất phàm dưới sự công kích còn có thể sống sót thật sự khiến ai cũng không thể tin được lúc này lý ảnh mở miệng nói hiển nhiên trong giọng nói mang theo kích động các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua ám lệnh mặc dù không nói gì nhưng hiện tại từ tiêu viêm tản mát ra khí tức trong lòng càng cả kinh lúc này tiêu viêm tựa hồ so với chức càng cường đại cùng khủng bố hơn nhìn thấy tiêu viêm không chết vũ thần vực từ tiêu vực huyết hải vực cùng với các cường giả đội ngũ chư thiên khác đều là mặt lộ vẻ vui mừng nguyên bản cảm xúc tuyệt vọng lập tức lại một lần nữa sống lại là tiêu viêm đội trưởng hắn không chết thật sự là quá tốt lúc này thương nguyên thiên linh phi đám mọi người cũng là mặt lộ vẻ kích động lúc này đây chư thời tiết vẫn chi tranh nếu không là tiêu viêm dẫn dắt bọn hắn thương nguyên thiên một đường đánh bại các đại đội ngũ cường giả cùng với tiên thiên thần tộc những kia cổ thánh chỉ sợ đều không có tư cách tiến vào cổ nguyên thiên hạch tâm chi địa tất cả mọi người là sau khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này tuyệt vọng trong lòng trong nháy mắt biến mất thay vào đó chỉ có chiến ý đột nhiên dâng lên giống như là bắt được tia hy vọng cuối cùng kia không biết kết cục kế tiếp sẽ phát triển như thế nào nhưng tiên thiên thần tộc có một vị thần thứ ba thật sự có thể đánh bại sao mọi người các đại chư thiên đều ngẩng đầu gắt gao nhìn lên bầu trời thân ảnh áo đen kia lúc này trên người tiêu viêm truyền ra khí tức thậm chí có chút huyền diệu kỳ lạ làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi vào thời khắc mấu chốt cuối cùng tiêu viêm rút cục xuất hiện cứu hai người lâm động và mục trần nhưng hai người sau cũng nhận được nội thương và ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng nếu không chính mình đem phần thần lực bảo vệ gân mạch trong cơ thể lâm động và mục trần chỉ sợ hôm nay thật đúng là sẽ ngã xuống tại chỗ tiêu huynh giọng nói cực kỳ yếu ớt của lâm động và mục trần vang lên chắc hẳn lực lượng của bọn họ đã dùng hết chỉ còn lại một hơi thở tiêu viêm từ trong nạp giới lấy ra hai viên tiên phẩm cao giai đan dược trực tiếp cho hai người ăn vào nói lâm huynh mục trần thương thế của hai người quá mức nghiêm trọng ta đã cho các người ăn vào đan dược chữa thương cùng với ta sẽ dùng phần thần lực để trị thương cho các người lâm động và mục trần hai người cảm nhận được rất rõ ràng tiêu viêm lúc này cực kỳ đặc biệt bởi vì bọn họ phát hiện đôi đồng tử của tiêu viêm là màu vàng hơn nữa loáng thoáng cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ 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 diệu. Lâm Động và Mục Trần cũng không nói gì, lấy hiểu biết của bọn họ về Tiêu Viêm, tự nhiên sẽ không cứng rắn chiến đấu với đối phương, cho nên thân ảnh của bọn họ cũng chậm rãi dừng lại trên một bãi đất trống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiếp theo đan dược phát huy tác dụng. Tiêu Viêm xử lý xong những chuyện này, xoay người nhìn đám cổ thánh và đệ tam thần vương vô thiên của tiên thiên thần tộc. Thời điểm cảm nhận được đôi mắt màu vàng kim của Tiêu Viêm phóng tới, những cổ thánh này lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến bọn họ không thể phản kháng. Đệ tam thần, cái này viêm đế tựa hồ có chút không giống a à, lúc này một vị trong đó cổ thánh phát giác khác thường sau đó mở miệng nhắc nhở vương vô thiên không cần vị cổ thánh này nói kỳ thật vương vô thiên biết được chỗ khác thường của tiêu viêm bởi vì hắn thân là thần trích cảm giác lực của bản thân rất mạnh cho nên biến hóa trên người tiêu viêm hắn cũng có chút không dám tin đặc biệt là cặp mắt màu vàng kia làm cho hắn đều cảm giác được một cỗ có thể cùng hắn chân chính chống lại lực lượng lại không có đem người giết chết ngươi thật đúng là ngoan cường a vương vô thiên vừa rồi một kích kia lại bị tiêu viêm dễ dàng hóa giải phải biết rằng đó là thần lực lượng có thể hóa giải thần lực lượng đối phương thực lực cũng đồng dạng phải đạt tới thần trích cảnh mới được mà tu vi của đối phương vẫn là giai đoạn chúa tể đỉnh cao mạnh nhất nhưng cỗ lực lượng cường đại vừa rồi đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra tiêu viêm nghe vậy cười nhạt vừa rồi ngươi quả thật thiếu chút nữa đã đánh chết ta nhưng mạng ta lớn tổ khí chủ mạch mà tên thiên thần tộc muốn chỉ sợ phải ngâm nước nóng thật sao cho dù ngươi không chết thì sao lấy tu vi chúa tể cảnh của ngươi để đối kháng lực lượng của thần, chỉ sợ là đầu óc bị ta đánh hỏng rồi. Vương Vô Thiên chào phúng Tiêu Viêm một trận, ở trong Thiên Nguyên giới, lực lượng của thần thứ ba, không thể nghi ngờ. Hôm nay Thiên Nguyên giới bên trong ngoại trừ Tiên Thiên Thần của Tiên Thiên Thần tộc, chỉ sợ đã không có ai có thể đánh bại Vương Vô Thiên, cho dù Quy Khư Thần Điện tứ đại cổ thần cũng không được, dù sao Vương Vô Thiên áp chủ bài cũng là rất cường đại. Có thể đối kháng hay không, lập tức sẽ biết. Ngữ khí của Tiêu Viêm bắt đầu trở nên trầm thấp, bởi vì Vương Vô Thiên thiếu chút nữa gạt bỏ hai người Lâm Động, Mục Trần, cùng với mọi người của các đại chư thiên, món nợ này tự nhiên phải tính toán cẩn thận. Đến đây đi, để bản thân nhìn xem, đến tột cùng là cái gì khiến ngươi có chỗ dựa như vậy, lại còn dám khiêu chiến ta lần nữa. Trong lòng bàn tay, năng lượng thần thánh đáng sợ như vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, Phương Vô Thiên lạnh lùng cười nói. Tiêu Viêm thì mặt không chút thay đổi, không có nửa câu trả lời, chỉ là trên bàn chân của hắn, ngừng tụ ra ánh sáng màu vàng rực rỡ nhanh chóng hiện ra, chờ thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Tốc độ phi thường nhanh, nhanh như tia chớp, ngay cả một đám người phía dưới cũng không thể thấy rõ phương vị hành tàu của tiêu viêm bất quá một ít cường giả đứng đầu trong chúa tể cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng mạnh mẽ thấy rõ quỹ tích thân ảnh mơ hồ của tiêu viêm những cổ thánh kia biến sắc ngay cả bọn họ cũng phát hiện tiêu viêm quả nhiên có chức khác thường tốc độ này quả thực giống như phán đoán lúc trước mà vương vô thiên thì không rung động như những người khác dù sao hắn cũng là một vị thần tự nhiên có thể cảm giác được phương vị hành động của tiêu viêm chợt vương vô thiên trong tay áo ngón tay hơi giật giật chợt một tiếng cười lạnh tay áo mạnh vung lên một đạo mang theo đáng sợ bén nhọn kình phong đối với phía sau nơi nào đó không gian hùng hăng bổ tới bùm kình phong cứng rắn như sắt thép xẹt qua không gian mà khi hắn sắp tới không gian nào đó nơi đó lại đột nhiên một trận dao động chợt một đạo thân ảnh áo bảo đen quỷ dị hiện lên thánh hòa hằng cổ xích xen lẫn lực đạo khủng bố cộng không, không chút khách khí hung hăng đánh tới lực lượng song phương va chạm giữa không trung tiếng vang nặng nề như sấm sét nhất thời vang vọng kình khí rung động cùng hỏa mang rực rỡ nhanh chóng khuếch tán ra mà dưới kình khí hỏa mang rực rỡ khuếch tán ngay cả không gian cũng nhanh chóng chấn động hai người va chạm, bả vai vương vô thiên du lên, chính là đem cỗ hỏa mang kình khí kia toàn bộ dỡ đi, mà thân ảnh hắc bọc kia cũng đồng dạng hơi lạnh một tiếng dỡ xuống kình phong đáng sợ trên không gian, thân hình vững vàng lơ lửng trên không, rõ ràng là tiêu viêm vừa mới biến mất với tốc độ như tiêu chớp, tốc độ của ngươi đích xác nhanh hơn trước rất nhiều, bất quá đó chỉ là nhắm ngay thần cảnh cường giả hữu dụng, mà đối với ta thứ ba danh sách thần lại không giống nhau, nhìn tiêu viêm không hề bị chính mình vừa rồi một đạo kình phong ảnh hưởng đến, trong lòng vương vô thiên cũng có chút giật mình. Tiêu Viêm thật đúng là tiếp được thế công của mình, tên này sao đột nhiên thực lực lợi hại như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Truyện Đông Hoa, vậy sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Vương Vô Thiên có chút cuồng vọng này, trong cổ họng truyền ra một tiếng hừ trầm thấp, thu ấn đột nhiên biến đổi, chợt trong con ngươi màu vàng lại lần nữa tản mát ra một đạo kim quang rực rỡ, sau đó một cỗ lực lượng kỳ lạ huyền diệu ở trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng xuất hiện, mà cỗ lực lượng huyền diệu kỳ lạ này chính là phần thần quyết thứ ba, lực lượng phần thần cử hỏa hiện tại tiêu viêm đã có được phần thần lực đối kháng với một vị thần thứ ba cho nên có thể nói tiêu viêm lúc này đã có được lực lượng có thể đối kháng với thần theo phần thần lực thúc giục lần nữa thực lực của tiêu viêm càng trở nên vô cùng cường đại hơn nữa khí tức trên người tàn mát ra hiển nhiên cũng là khí tức của thần lần đầu tiên sử dụng hình thái phần thần cỗ phần thần lực này lại khủng bố như vậy trước đây còn cảm thấy cỗ lực lượng này chỉ có thể đối kháng chuẩn thần bất quá hiện tại xem ra coi như là đối kháng một gã thứ ba danh sách thần cũng không phải là vấn đề phần thần hình thái mang đến khủng bố lực lượng làm cho tiêu viêm đều là hơi có chút ngoài ý muốn hơn nữa đối diện vương vô thiên trên khuôn mặt lúc này cũng trở nên có chút kinh ngạc khí tức của thần điều này sao có thể người rõ ràng là mạnh nhất chúa tể đỉnh phong tu vi vì sao tàn mát ra chính là thần chi khí tức hơn nữa ta hiện tại vậy mà cảm thụ được ngươi trong cơ thể nguyên khí rồi vương vô thiên nói xong càng ngày càng khiếp sợ hắn ẩn sĩ mấy ngàn năm cũng không cách nào đột phá trùng kích thần trích cảnh lần này nếu không phải tiến vào cùng nguyên thiên cùng tiên thiên thần tộc hợp tác chỉ sợ vẫn là không cách nào thuận lợi trùng kích nhập vào thần liệt tấn thăng thần chức cảnh tiêu viêm chỉ mỉm cười nói mọi việc đều có thể mà ngươi kế tiếp sẽ chết ở trong tay của ta nếu như lúc trước tiêu viêm nói lời này có thể sẽ nháy mắt bị một cái tát đập chết nhưng hiện tại tiêu viêm có lực lượng thần lực giống như hắn chỉ sợ hưu chết về tay ai thật đúng là khó bạn nói thật sự là khẩu khí thật lớn bản thân chính là hàng thật giá thật đệ tan trình tự thần mà ngươi không biết dùng thủ đoạn gì để cho thực lực của mình tăng lên tới có thể cùng ta đối kháng cấp độ ngươi này ngụy thần Cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trong tay của ta mới đúng. Vương Vô Thiên ngữ khí trở nên càng ngày càng trầm thấp. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại cảm nhận được kim quang trên người Tiêu Viêm vẫn khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Mà Tiêu Viêm hiện tại, tuy rằng thực lực tu vi là mạnh nhất chúa tể đỉnh phong, nhưng mà tại thời điểm hắn thúc giục phần thần quyết thứ ba, năng lượng vận chuyển đã không phải là nguyên khí, mà là cái kia huyền diệu kỳ lạ phần thần lực lượng. Trạng thái hiện tại đã có thể đối kháng một gã thứ ba danh sách thần tự thần lực lượng. Cũng có thể nói, trạng thái hiện tại gọi là phần thần hình thái cho dù là lấy vương vô thiên thứ ba danh sách thần thực lực cũng là không dám có dễ dàng khinh thường đôi mắt kia của tiêu viêm tản mát ra ánh sáng màu vàng huyền diệu kỳ lạ toàn bộ thân thể lại bị một cỗ lực lượng phần thần vô hình bao vây hơn nữa có chút năng lượng màu vàng nhàn nhạt, nhạt bao trùm trên da tiêu viêm từng đạo lưu quang màu vàng ở trên thân thể không ngừng xoay quanh nhìn hình thái tiêu viêm lúc này tản mát ra khí tức thần thánh lại càng làm người ta khó có thể tin cùng rung động theo thân thể tiêu viêm vừa động những năng lượng màu vàng này tựa như thực chất gào thét tản ra cảm nhận được lực lượng cường đại vô cùng vô tận trong cơ thể, thân thể tiêu viêm cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn vương vô thiên khuôn mặt đối diện vẫn hiện ra vẻ khiếp sợ, lạnh lùng nói, vương vô thiên, hiện tại ngươi còn dám nói không có tư cách đối kháng với ngươi sao. Thanh âm hạ xuống, tiêu viêm cũng không cho vương vô thiên chút cơ hội đáp lời, thân thể lần thứ hai lóe lên, chợt ở giữa điện quang hỏa thạch, quỷ dị biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa, rõ ràng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu vương vô thiên hai tay nắm chặt thánh hỏa hàng cổ xích rực rỡ tiêu viêm quát to một tiếng thánh hòa hằng cổ xích thành xu thế khai sơn trực tiếp giật qua bầu trời giận dữ bổ xuống đầu vương vô thiên đòn công kích này của tiêu viêm không có chút hoa mỹ nào chỉ có lực lượng vô cùng manh mông đáng sợ kia mà dưới áp bách của lực lượng như vậy tất cả không khí giới thước đều bị nén đến chạy tứ tán dẫn đến thánh hòa hằng cổ xích vùng xuống dĩ nhiên hình thành một mảnh chân không hư nhìn thánh hòa hằng cổ xích cấp tốc phóng đại trong mắt vương vô thiên hử lạnh một tiếng nắm tay nắm chặt sau đó một đạo lực lượng thần xoay quanh hung hăng cách không một quyền một quyền đánh ra, trước mặt không gian nhất thể hiện lên một cái lõm hồ quang, vô hình không khí đạn pháo cấp tốc thành hình, cuối cùng mang theo vang vọng thiên địa bén nhọn tiếng vang, đột nhiên bạo bắn ra, cùng tiêu viêm sinh hoạt hàng cổ thước va chạm cùng một chỗ. Bùm! Thánh hòa hàng cổ thước ở cách đỉnh đầu vương vô thiên nửa thước lúc, chính là muốn cỗ đạn pháo vô hình kia va chạm, lực phản chấn truyền tới từ thánh hòa hàng cổ thước, đem thân thức chấn đến không ngừng run dày. Nếu không phải lúc này lực lượng tiêu viêm đã đạt tới lực lượng có thể cùng thần thứ ba đối kháng, chỉ sợ chỉ là một kích này, thánh hỏa hàng cổ thức chính là phải rời tay mà ra hơn nữa lực lượng phản chấn tới đánh chúng không chết cũng phải bị thương nặng một kích của thần quả nhiên khủng bố như vậy bất quá hiện tại tiêu viêm đã tiến vào hình thái phần thần chờ thân hình run lên đem kinh khí chuyển đến trên người thánh hỏa hàng cổ xích đều bỏ đi thân hình tiêu viêm không có chút lùi bước lực lượng phần thần trong cơ thể điên cuồng tuôn ra thân ảnh hóa thành một đạo hắc tuyến khi thân tiến vào bên cạnh vương vô thiên cùng lúc đó tay phải đột nhiên nắm chặt cánh tay quỷ dị run lên một cỗ kinh khí rất mạnh nhanh chóng ngưng tụ trên quyền giống như tất kình trực tiếp đập về phía ngực vương vô thiên siêu cấp bát cực băng thanh âm trầm thấp từ trong miệng tiêu viêm truyền ra trên nắm tay có lực lượng phần thần đáng sợ trong nháy mắt tăng vọt cỗ lực lượng đáng sợ kia mặc dù là lấy năng lực của vương vô thiên cũng là hơi nhíu mày tuy nói tốc độ của tiêu viêm cực nhanh nhưng vương vô thiên thân là thần thứ ba tự nhiên cũng không phải nhược thủ thời khắc khẩn cấp như vậy bàn chân hung hăng rậm một cái lực lượng thần linh mênh mông như tinh không trong cơ thể lập tức hiện ra trước ngực thời gian trước mắt chính là ngưng tụ thành một mảnh chất nhảy năng lượng bên ngoài cơ thể. Xoẹt, nắm đấm mang theo kinh khí khủng bố, hung hăng nện vào trên phiến chất nhảy năng lượng kia, hai người đụng nhau, vẹn vẹn chỉ truyền ra một đạo tiếng vang rất nhỏ, lực lượng đáng sợ trên tiêu viêm quyền kia, tất nhiên giống như bị thôn vệ, nhanh chóng tiêu tán. Quyền này của ngươi bị ta hóa giải, thấy tiêu viêm kinh ngạc, vương vô thiên cười lạnh một tiếng. Thật không, tiêu viêm cũng cười lạnh, chợt cánh tay đột nhiên xoay lại, tiếng xương cốt va chạm nhanh chóng truyền ra, mà nắm đấm cũng hùng hăng chấn động, theo nắm tay tiêu viêm chấn động một cỗ ám kình như thủy triều ngầm nhanh chóng tuôn ra chất quỷ dị truyền qua tầng phòng hộ tự như chất nhảy kia ở trên quần áo vương vô thiên nổ tung như bom ps muốn xem trí cao chân thần phiên ngoại thiên có thể thêm đàn 191 trăm chín triệu ba trăm cảm tạ mọi người ủng hộ nhiều hơn trong tay có phiếu đề cử vẽ tháng các đại thần ủng hộ nhiều hơn bỏ một phiếu ở chỗ này hứa hẹn mỗi ngày phiếu đề cử vượt qua 500, liền thêm canh một hơn nữa không hạn mức cao nhất chỉ cần các ngươi cho lực duy trì mỗi ngày để cho ta đổi mới bao nhiêu chương các người định đoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua, thân thể dán chắc bị ám kình đáng sợ của tiêu viêm công kích, sắc mặt vương vô thiên lúc này âm lãnh xuống, nơi lồng ngực cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Tuy rằng tiêu viêm thi triển ra bát cực băng đã thật lâu không có thi triển qua, thế nhưng rất vào phần thần lực thi triển ra một chiêu này, liền có thể làm cho lực lượng chiêu này đạt tới trình độ phi thường khủng bố, thậm chí có thể so với đấu kỹ thái cổ dai, hoặc là nói so với thái cổ dai còn lợi hại hơn. Quả nhiên, vương vô thiên chậm rãi cúi đầu, nhìn áo bào vỡ ta nơi lồng ngực, áo bào vỡ ra, lộ ra lồng ngực. giờ phút này, mặt trên đang in một quyền ấn có chút đỏ tươi. hiển nhiên, đây chính là do tiêu viêm sưu cấp bắt cực băng lưu lại. đáng chết a! À. từ khi ta trùng kích thần chỉ cảnh tới nay, ngươi vẫn là người đầu tiên lưu lại quyền ấn trên người ta. nhìn đạo quyền ấn kia, khuôn mặt vương vô thiên cũng hoàn toàn âm lãnh. một cỗ sát ý làm người ta sinh lòng hàn ý lan tràn ra. nếu ngươi có thể đạt tới cùng ta chống lại tư thái, vậy bản thần hôm nay liền cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính thứ ba danh sách thần người cuối cùng là ngụy thần theo thanh âm âm lãnh của vương vô thiên chậm rãi hạ xuống tiêu viêm có thể cảm nhận được một cỗ khí tức thần thánh cường đại đang chậm rãi từ trong cơ thể người trước tràn ngập mà ra mà dưới uy áp của thần này nguyên khí hùng hồn chảy xuôi trong cơ thể các đại chư thiên nhân mạng phía dưới dĩ nhiên cũng là thoáng xuất hiện trước chậm chạp uy áp thật đáng sợ lực lượng của thần trong danh sách thứ ba lại cường đại như vậy cỗ thần chỉ uy áp tràn ngập từ bên trong vương vô thiên thể này cũng là đưa tới từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định đều là phóng qua. Bất quá ở đây phần lớn đều không phải người bình thường, nhãn lực tự nhiên cũng là cực kỳ độc ác, bởi vậy lướt mắt một cái chính là nhìn thấy quyền ấn đỏ tươi trên ngực vương vô thiên, lập tức không khỏi đều là hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm lại có chút khác thường. Không nghĩ tới tiêu viêm bằng vào một người một lực, chính là có thể lưu lại vết thương trên người vương vô thiên, hơn nữa một quyền này cũng tạo thành một tên ảnh hưởng đối với vương vô thiên, có thể đem một gã thần chỉ cảnh đệ tam danh tự thần biến thành bộ dáng như vậy, đã đủ để khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm. Tiêu viêm huynh, quả thực so với trước đây như hai người khác nhau a à, một cái đấu kỹ thế công đơn giản chính là phát huy ra lực lượng đáng sợ như thế nói chuyện đều là mục trần còn đang chữa thương giờ phút này khí tức trên người hắn cũng hơi khôi phục một chút xem ra là viên tiên phẩm đan dược kia có dược hiệu lâm động ở một bên cũng giống như mục trần thương thế đã khôi phục nhưng bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng cho nên muốn khôi phục hoàn toàn ít nhất phải mất vài ngày nhưng từ lúc tiêu viêm cùng vương vô thiên đối chiến tiêu viêm tự hồ chiếm cứ một tia thượng phong hơn nữa hiện tại tiêu viêm tản mát ra khí tức cũng là cực kỳ đặc biệt cùng cường đại xem ra trong cơ thể tiêu huynh tựa hồ có một đạo lực lượng thần bí nào đó bị kích hoạt lâm động tâm tư kín đáo vô cùng ở trong mơ hồ chính là phát hiện cặp mắt vàng kia của tiêu viêm phát ra quang mang cùng với năng lượng màu vàng nhạt bao trùm trên thân thể chính là đạo lực lượng này khiến cho tiêu viêm có thể lấy tu vi mạnh nhất chỗ tể đỉnh phong đối kháng với vương vô thiên của thần thứ ba dưới sự quan sát của vô số người chiến đấu trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn bùm hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng nhau Hào quang thoáng hiện, cảm thụ được sát ý lan tràn ra trong cơ thể Vương Vô Thiên, hiển nhiên đối với Tiêu Viêm đã nổi lên sát tâm, hơn nữa không chút giữ lại đem lực lượng của thần trong danh sách thứ ba toàn bộ Bộc Phát, bởi vì cùng Tiêu Viêm chiến đấu xuống, chính mình lại mơ hồ đều bị đối phương cho áp chế, Vương Vô Thiên cũng cảm thấy hiện tại Tiêu Viêm chỉ sợ đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Lần này biến cố, làm cho Vương Vô Thiên đều cảm thấy kinh dị, chính mình thân là thứ ba danh sách thần, vậy mà cùng những này chúa thể cảnh nhân loại đánh nhau lâu như vậy. Trong chiến đấu lần này, ba người tiêu viêm lâm động mục trần đích xác không phải người bình thường đặc biệt là tiêu viêm có thể nói tiêu viêm là đối thủ mạnh nhất vương vô thiên từng gặp lúc trước chính mình dùng lực một người tiêu diệt một đạo ẩn sĩ đỉnh cao thế lực thời điểm cũng không có cảm giác như vậy cho nên cho dù dĩ vãng nghênh địch đều rất có nắm chắc vương vô thiên lần này cũng là chân chính cảm nhận được một loại thấp thỏm cấp bách hít sâu một hơi song phương chiến đấu lại đánh mấy trăm hiệp thế nhưng mỗi một chiêu thế công đều khủng bố như thế vương vô thiên chậm rãi nhắm mắt thần lực lượng ở trong cơ thể nhanh chóng xuyên qua trong nháy mắt sau trở tới vô số lỗ chân lông bên trong bạo vọt ra tiêu viêm đối diện với vương vô thiên ánh mắt cũng ngưng tụ trong cơ thể như trước không ngừng tuôn ra huyền diệu vô cùng phần thần lực làm cho kia tràn đầy mênh mông lực lượng cảm giác nhộn nhạo tại mỗi một tấc cơ bắp bên trên thân hình đột nhiên khẽ động một đạo tàn ảnh hiện lên mà thân hình cũng là đã như quỷ mị đột nhiên hiện lên vương vô thiên trước người trong lúc bớt chợt tiêu viêm xuất hiện ở trước mặt cũng làm cho vương vô thiên còn người hơi co lại tốc độ này nhanh thái quá trong lòng hiện lên ý niệm như vậy tiêu viêm đã vung ra thánh hòa hàng cổ thước trong tay mình ứng tâm mà động chính là các sách trời cao mang theo nhiệt độ cực nóng của đế viêm làm như muốn thiêu đốt mảnh không gian này Hùng hăng bổ xuống đầu vương vô thiên bùm thánh hòa hàng cổ xích hạ xuống vương vô thiên cũng không tránh không né mặt không chút thay đổi đem lực lượng thần ngưng tụ trong tay nhiên ngẫu nhiên một quyền đánh ra đó là cứng đối cứng cùng thánh hòa hàng cổ xích đụng nhau lập tức vang lên một đạo thanh thúy vang lên hai người va chạm vào nhau cánh tay vương vô thiên lại run lên bởi vì ở trong thánh hòa hàng cổ xích không chỉ có lực lượng đế viêm, còn có lực lượng phần thần, hai cỗ lực lượng dung nhập, khiến Vương Vô Thiên cũng là kinh ngạc. Sau đó làn ra trên cánh tay Vương Vô Thiên một trận quỷ dị vặn vẹo, đó là cố nén đau đớn, đem móng tay của mình giống như rán độc mở ra, hung hăng nắm ở trên Thánh Hỏa Hàng Cổ Thước, lực lượng thần ngưng tụ trực tiếp đánh vào Thánh Hỏa Hàng Cổ Thước. Bùm! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, cánh tay Tiêu Viêm cũng khẽ run lên, nếu không phải phần thần chi lực hộ thể, cánh tay của mình sợ là đã phế đi. Bất quá cũng là không có chút nào hoảng loạn, lần thứ hai một thước bổ ra, đem vương vô thiên kế tiếp thế công toàn bộ phong tỏa mà trở về tiêu viêm lão luyện như vậy cận chiến ý thức ngay cả vương vô thiên cũng là nhịn không được kinh dị một tiếng thử một chiêu này của ta sau đó một đạo lực lượng đáng sợ thế công trực tiếp hướng về phía thân thể tiêu viêm bạo vọt đi bùm tiêu viêm lập tức đem thánh hòa hàng cổ thức chắn ở trước người thế công cường đại đánh vào trên đó thế nhưng làm cho thân hình tiêu viêm quỷ dị rút lui mà đi rên dỉ một tiếng một tiêu vết máu theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống đánh lui tiêu viêm vương vô thiên cũng vẫn chưa lập tức truy kích ung dung thoải mái để ý đến quần áo có chút hỗn độn, cười lạnh nói, ta nói rồi, ở hàng thật giá thật thứ ba danh sách thần trước mặt, người cái này ngụy thần hết thảy thủ đoạn đều là không có tác dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube, audio chuyện đông hua, tiêu viêm ổn định thân ảnh sắc mặt âm trầm xuống, muốn động thật sao, không nghĩ tới ngươi còn có thể có lực lượng như thế, nhìn thấy cử chỉ của tiêu viêm như vậy, vương vô thiên nhướng mày, trượt, bàn tay to nhắm ngay tiêu viêm, lực lượng thần cường đại, điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhìn thấy khí tức khủng bố của vương vô thiên lúc này thần xác của tiêu viêm cũng xuất hiện một tia biến hóa bởi vì lực lượng thần xung quanh vương vô thiên lại đạt tới độ cao trước nay chưa từng có ha 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 cùng ngươi chiến đấu đã rất lâu là thời điểm muốn phân ra thắng bại một chiêu này ngươi có thể tiếp hạ sao đây là toàn bộ lực lượng của ta cũng là một chiêu thắng bại cuối cùng thần kỹ kim quang thủ theo vương vô thiên thanh âm kia hạ xuống lại quanh thân có vô cùng thần thánh năng lượng bắt đầu cấp tốc hội tụ tại trong lòng bàn tay tại những năng lượng này hội tụ hoàn thành thời điểm toàn bộ không gian đều bị cỗ này thần thánh năng lượng cho bao phủ. Ở phía trên chân trời một đạo cự thủ chính là hiện ra, ở trên tản mát ra ánh sáng màu vàng làm người ta hết hồn hết vía, ánh mắt của mọi người đều là đạo cự thủ màu vàng này hấp dẫn. Theo tiếng quát của Vương Vô Thiên hạ xuống, hào quang trong lòng bàn tay đột nhiên đại phóng, chợt bàn tay khổng lồ màu vàng này, quỷ dị hiện lên, cuối cùng mang theo lực lượng thần kỹ vô cùng hung hãn, hùng hăng đánh xuống phương vị của Tiêu Viêm. Mà ngay cả không gian đều bị cái kia kim sắc cự thủ phát tán ra lực lượng hư hóa, lúc này vương vô thiên đã phóng thích ra chính hắn mạnh nhất át chủ bài cũng là hắn thôi động tự thân cực hạn lực lượng thực chiến ra hắn kêu khủng bố nhất một kích cảm nhận được lực lượng khủng bố ùn ùn kéo đến kia ngay cả tiêu viêm cũng là ánh mắt ngưng trọng lên bởi vì hắn đã từ đó cảm thụ được một cỗ khí tức nguy hiểm bất quá mặc dù đối phương có thần kỹ cường đại tiêu viêm đồng dạng cũng có chiêu thức cường đại của mình tiêu viêm thu hồi ngón tay thánh hòa hàng cổ thước sau đó đem đế viêm thu hồi trong cơ thể mình lấy bản thân làm lò lấy hai mươi đạo thánh hỏa hóa thành hỏa văn ngưng kết thành hoa sen hoa mỹ từ trong đó thay ngén ra một đạo hỏa ảnh ba thước khi hỏa ảnh sinh ra nhiệt độ toàn bộ không gian cũng bắt đầu tăng cao một cỗ năng lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt tàn mát ra viêm thần theo tiếng quát của tiêu viêm vang vọng phía chân trời đạo ba thước hỏa ảnh bên trên năng lượng hủy diệt dao động có thể dễ dàng thấy phá hủy hết thảy hoa mỹ hỏa ảnh đột nhiên từ trong hoa sen bạo xạ mà ra cuối cùng trực tiếp là cắt phá không gian đối với vương vô thiên cái kia kim sắc cự thủ bạo lực mà đi nhìn hỏa ảnh ba thước phóng đại cấp tốc trong mắt đồng tử vương vô thiên hơi co lại sau đó lộ ra một đạo kinh ngạc. Bùm! Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai đạo đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố công kích, rốt cục là ầm ầm đụng vào nhau. Giờ khắc này, tiếng nổ năng lượng chói tai, nhất thời như sấm sét vang vọng ở phía chân trời, làm cho hai tay người ta có ngắn ngủi mất đi thính giác. Sóng gợn năng lượng ùn ùn kéo đến từ va chạm khuếch tán ra, Vương Vô Thiên híp mắt nhìn nguyên nhân bởi vì sóng gợn năng lượng khuếch tán, mà không gian có chút vạn vạo, vừa muốn cảm ứng phương vị của Tiêu Viêm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong thoáng chốc sắc mặt Vương Vô Thiên biến ảo, một đạo bóng đen chợt từ chỗ năng lượng rung động khuếch tán bạo lược mà ra trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mặt người trước nắm đấm sen lẫn lực lượng phần thần thẳng tác đập tới ngực hắn hư nhìn thấy đối phương đột nhiên đối diện chính diện công tới vương vô thiên dĩ nhiên không có bất kỳ hoàn thủ nào sau đó ở trong thần sắc quỷ dị của hắn một quyền này của tiêu viêm đánh trúng ngực vương vô thiên nhưng mà sau một khắc chính là để cho tất cả mọi người thập phần giật mình ngay cả tiêu viêm dĩ nhiên cũng là sắc mặt khẽ biến bởi vì đánh trúng lồng ngực đối phương thời điểm cũng không có năng lượng trùng kích thanh cuối cùng tại mọi người cái kia kinh hãi trong ánh mắt nguyên bản bị đánh trúng vương vô thiên thân thể dĩ nhiên dần dần với mất không tốt dĩ nhiên là linh hồn thể tiêu viêm gầm lên một tiếng không nghĩ tới mình bị vương vô thiên lừa có thể làm cho tiêu viêm cũng không thể cảm giác được đây là linh hồn thể đủ để nói rõ tu vi linh hồn của vương vô thiên đã cao hơn tiêu viêm một chút sau đó ở sau lưng tiêu viêm lại xuất hiện thân ảnh vương vô thiên lúc này người sau ngưng tụ thần lực thứ ba hung hăng đánh tới sau lưng tiêu viêm cảm thụ được năng lực đáng sợ sau lưng kia chiếm được trong lòng tiêu viêm nhất thời dâng lên một mặt kinh hãi muốn xoay người phòng thủ nhưng vương vô thiên phía sau lại trong nháy mắt biến trưởng thành trào đem cánh tay vững vàng bắt lấy trong nháy mắt kéo dài một quyền kinh khủng này mang theo tất sát lực liền như lôi đình trong nháy mắt đạt tới trong nháy mắt này đã kết sán chắc oanh vào sau lưng tiêu viêm lập tức chính là ở phía dưới vô số đạo lộ ra kinh hãi trong ánh mắt cho rằng tiêu viêm muốn bị thua thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp tại vương vô thiên bên người vang lên kết thúc rồi vương vô thiên lập tức thần sắc đại biến kinh hô cái gì cũng là linh hồn thể sau đó vừa định bạo lui ra nhưng là một cỗ hoa mỹ biển lửa đã đem vương vô thiên tất cả đường đi cho vây quanh chợt ở trong biển lửa lao ra một đạo ba thước hỏa ảnh mang theo hủy diệt vô cùng năng lượng dao động trực tiếp tại vương vô thiên trên thân thể hoàn toàn nổ tung ra bùm một tiếng năng lượng cực lớn hoàn toàn vang lên lần này chính trung vương vô thiên cũng không phải linh hồn thể mà là bản tôn theo lực lượng viêm thần phóng thích toàn bộ không gian đều là hoàn toàn vạn vẹo lên tại chỗ kia không khí trực tiếp chung quanh trốn sâu trực tiếp hình thành chân không khu vực. Nhiệt độ cực nóng đáng sợ trực tiếp thiêu đốt lên, luồng nhiệt hủy diệt có thể đốt hết vạn vật kia, lấy khu vực chân không làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch chung quanh, toàn bộ cổ nguyên thiên đều tràn ngập chấn động cực nóng của viêm thần. Phía dưới vô số người đều há to miệng, cùng với ánh mắt khiếp sợ, ngay cả Lâm Động và Mục Trần cũng hơi động thân, thần sắc bắt đầu biến hóa. Thắng trưa, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chăm bầu trời, không chớp mắt. Bất quá ngay tại trong lòng mọi người trận trận ngờ vực vô căn cứ thời điểm, lại là một trận thật lớn tiếng vang ở trên không nổ tung oanh lúc này trên bầu trời gặp phải lực lượng mạnh nhất của tiêu viêm viêm thần trọng kích một đạo thân ảnh bắn ngược ra ở phía dưới từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia cấp tốc rơi xuống nặng nề ngã ở trong đại địa mạnh mẽ đập ra một đạo hố sâu thật lớn mà đạo thân ảnh này chính là vương vô thiên chỉ có điều trên thân thể vương vô thiên có thương thế nghiêm trọng sau khi bị viêm thần công kích toàn thân trên dưới đều là vết thương vết máu khóe miệng chảy ra rất nhiều máu đỏ tươi rất hiển nhiên tiêu viêm lúc trước đột nhiên một kích đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn Tiêu viêm dĩ nhiên thật sự có thể đem một vị vương vô thiên thực lực đạt tới danh sách thứ ba, biến thành kết cục như vậy, ý niệm như vậy ở trong lòng mọi người hiện lên, chợt vô số ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó đều dừng lại ở vị áo bào màu đen trên bầu trời kia. Tiêu viêm tổng chỉ huy. Đánh bại vương vô thiên. Hẳn là không sai, tiêu viêm thắng, lúc này từng trận từng trận tiếng hoan hô, như chút được gánh nặng hoàn toàn vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube, audio chuyện đông hoa, mỗi người trên mặt đều là treo đầy nụ cười. Vừa rồi còn một mực căng thẳng vô cùng khuôn mặt, tại giờ khắc này rốt cục triệt để phóng thích lúc này thiên uyên vực vũ thần vực từ tiêu vực cùng huyết hải vực vạn tổ vực cùng với ám thiên tộc thủ lĩnh đều là vì trận chiến này thắng lợi lộ ra nụ cười đã lâu không thấy kia tiêu viêm huynh thực lực của ngươi thật là làm cho người ta giật mình lý ảnh ngừng đầu nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thú vị a thanh niên tên tiêu viêm này đã vượt xa ta và ngươi không phục cũng không được a ám lệnh bất đắc dĩ cảm thán một tiếng mà lý ảnh ở một bên cũng là cười đối với lời nói của ám lệnh cũng tỏ vẻ tán thành đích xác ở trong trận chiến đấu này nếu không phải tiêu viêm hơn người chỗ chỉ sợ bọn hắn không có một người có thể đi ra cổ nguyên thiên nhưng mà tiêu viêm thể hiện ra kia phi tầm thường huyền diệu lực lượng cuối cùng đánh bại vương vô thiên lâm động mục trần nhìn tiêu viêm trên bầu trời cười nhạt xem ra lần này tiêu viêm lại vọt tới trước bọn họ tiêu huynh càng ngày càng sâu không lường được đạo lực lượng trong cơ thể quá mức huyền diệu lâm động lầm bầm lâm động huynh thiên phú của huynh cũng không kém tiêu viêm huynh chỉ cần một thời gian chúng ta sẽ đuổi kịp tiêu viêm huynh mục trần lên tiếng trận chiến cổ nguyên thiên này cuối cùng dưới hình thái phần thần của tiêu viêm đã hoàn toàn đánh bại vương vô thiên mặc dù còn có những cổ thánh tiên thiên thần tộc kia nhưng trong mắt bọn tiêu viêm căn bản không nhấp nổi sóng gì cho nên chỉ cần đánh bại thứ ba danh sách thần vương vô thiên liền có thể đem trận này chư thiên vận khí chi tranh kết thúc những cổ thánh trên không kia mặt lộ vẻ chấn động nhìn tiêu viêm có lẽ trong mắt những cổ thánh này những con kiến chư thiên vốn đáng chết này lại được viêm đế cứu vớt trở về hơn nữa ngay cả thần thứ ba tiên thiên thần tộc bọn họ cũng bại ở trong tay viêm đế thật sự là làm cho người ta không dám tin. Bởi vì, chưa từng có qua, một vị mạnh nhất chúa tể đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên đánh bại một vị thứ ba danh sách thần, coi như là lúc trước nguyên tôn Chu Nguyên cũng làm không được. Nhưng hôm nay, vị viêm đế đến từ hạ đẳng cấp thế giới này, lại làm được sự thật khiến người ta không thể tin được, thực lực cường đại như vậy, cho dù là đặt ở tiên thiên thần tộc bên trong, cũng là tồn tại vượt qua đệ tam thần. Mà hiện tại trong thiên nguyên giới, có thể đánh bại tiêu viêm chỉ có tiên thiên thần tộc mạnh nhất chi thần, tiên thiên thần. Đệ tam thần của các ngươi đã bại, các ngươi cũng lưu lại đi tiêu viêm vẫn không nói gì lúc này ánh mắt tập trung vào vị trí của những cổ thánh kia một đạo tiếng vang trầm thấp vang lên mặc dù cách một khoảng nhưng thanh âm trầm thấp của tiêu viêm giống như vang lên trong lỗ tai bọn họ cảm nhận được dao động đáng sợ phát ra từ đôi mắt màu vàng kim của tiêu viêm những cổ thánh này cũng không dám nói một câu lại lựa chọn trầm mặc nếu như là người khác nói chuyện với bọn họ như vậy chỉ sợ dây tiếp theo sẽ xuất hiện thi thể nhưng là tiêu viêm nói ra lời nói những ngày cổ thánh cũng không dám có động tác bởi vì thực lực của đối phương thật sự quá cường đại chỉ cần đối phương nguyện ý bọn họ vô luận như thế nào trốn đều sẽ chết ở tiêu viêm trong tay bất quá một vị cổ thánh sắc mặt âm trầm bước ra cả giận nói với tiêu viêm viêm đế tuy rằng ngươi đánh bại đệ tam thần lãng thiên cổ thánh ta cũng không e ngại ngươi hôm nay ta cho dù chết ở trong tay ngươi cũng phải lột một tầng da ngươi nhưng mà lãng thiên cổ thánh vừa nói xong một câu này một đạo biển lửa cực nóng trực tiếp xuất hiện ở quanh thân hắn đem vây quanh lại sau đó thanh âm của tiêu viêm từ trong biển lửa này truyền ra có khí phách như vậy ngươi liền biến mất đi biển lửa rực rỡ bộc phát ra ba động hủy diệt đáng sợ hơn nữa ở trong đó còn có một đạo lực lượng huyền diệu này trượt ngưng tụ ra một con cự long rực rỡ đối với lãng thiên cổ thánh chính là một tiếng rít gào theo tiếng rít gào rơi xuống thân thể cự long rực rỡ hỏa diễm trực tiếp xông về phía sau đây là viêm đế 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 viêm chi hỏa đế viêm vừa ra diệt vạn vật lãng thiên cổ thánh cũng là biến sắc mạnh nhất chúa tể đỉnh phong đại viên mãn lực lượng toàn lực bộc phát sau đó một quyền đánh ra trực tiếp đem không gian đều đánh ra một cái trống rỗng đối với hỏa diễm cự long giận dữ bay đi buông hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm một đạo gió lốc năng lượng đáng sợ nhất thời thổi quét ra tuy nói một quyền này của lãng thiên cổ thánh lực lượng rất mạnh nhưng hắn đối mặt chính là tiêu viêm có thể đánh bại đệ tam thần tiên thiên thần tộc vậy là hai cỗ lực lượng cũng không có duy trì liên tục bao lâu Đế viêm lực lượng trực tiếp cắn nuốt lãng thiên cổ thánh một kích mạnh nhất lại lần nữa hướng lãng thiên cổ thánh bao phủ mà đi không a à. mà ở lãng thiên cổ thánh kia trong ánh mắt kinh hãi hoàn toàn ngã xuống để phía dưới vô số người đều là kinh hô tiếng vang lên. Thực lực của Lãng Thiên Cổ Thánh này với Lý Ảnh ám lĩnh chiến đấu lâu như vậy cũng không thể phân ra thắng bại, nhưng ở trong tay Tiêu Viêm, thậm chí ngay cả một chiêu tiếp không được, cứ như vậy ngã xuống, thực lực của Tiêu Viêm lúc này thật sự là quá mức kinh khủng. Tiêu Viêm huynh, thật không thể tưởng tượng nổi Lý Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vị này hỗn nhất thiên trẻ tuổi trong thế hệ mạnh nhất đệ nhất cường giả, cũng nên thoái vị nhượng hiền. Tiêu Viêm lực lượng lần nữa kinh sợ tất cả mọi người ở đây, mà còn lại cổ thánh, càng là âm thầm tuyệt vọng, xem ra hôm nay bọn hắn những này cổ thánh chỉ sợ đều phải công đạo ở chỗ này nếu dù sao cũng là chết như vậy liền liều mạng với tiêu viêm viêm đế nếu kết cục của chúng ta đều là chết vậy thì tặng ngươi một phần đại lễ đi vừa nói xong tất cả cổ thánh trên không trung lộ ra sắc mặt dữ tợn sau đó bọn họ đem nguyên khí của bản thân thôi động đến cực hạn hơn nữa cho dù nguyên khí đạt tới cực hạn nhưng là năng lượng trong đó vậy mà không có dấu hiệu đình chỉ thậm chí vượt qua tự thân cực hạn chịu tải phạm vi một màn quỷ dị này làm cho hai mắt tiêu viêm hơi híp lại sau đó lẩm bẩm nói muốn tự bạo sao? Các ngươi đã muốn tặng ta một phần đại lễ, ta cũng tặng các ngươi một phần siêu cấp đại lễ. Những cái kia cổ thánh nghe được tiêu viêm lời nói, lập tức tăng nhanh tự bạo tốc độ, toàn bộ thân thể đều là trở nên vô cùng khổng lồ, sắc mặt mỗi cái đều là lộ ra vô cùng đáng sợ vẻ dữ tợn. Khạc khạc khạc, viêm đế, ngươi liền cùng chúng ta chôn cùng đi. Trong cơ thể những cổ thánh này đều có một đạo năng lượng vượt qua cực hạn của bản thân, một khi cỗ năng lượng này bộc phát ra, cho dù là chuẩn thần cũng sẽ tránh được mũi nhọn. Bất quá tiêu viêm cũng không phải người bình thường, lúc này đôi mắt màu vàng của hắn nhìn chằm chằm vào thân hình khổng lồ của cổ thánh trong miệng một đạo tiếng nỉ non vang lên đế viêm phục ma thằng hoa mỹ đế viêm chi hỏa quanh thân tiêu viêm trực tiếp hóa thành một sợi dây thừng hoa mỹ ở trên đó có khí tức hủy diệt khủng bố tản mát ra hơn nữa còn có lực trói buộc cực kỳ cường đại một khi bị cuốn lên coi như là cổ thánh chúa tể đỉnh phong mạnh nhất cũng sẽ chịu nhiều đau khổ sau đó những thứ này từng cái dây thừng viêm trực tiếp xuyên thủng không gian một giây sau liền đem những kia tự bạo cổ thánh toàn bộ cuốn lên các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua